trộn vào luôn. Càng dài càng. Không phải thế, không có rau riêng lắm được. Không mấy bộ. Xá này con luôn rồi. Xá thì cần gì thì là cái gì. Không sao. Không luôn. Quỳnh đọc cái chí ấy cho, chí nào về cho. Chí đấy. Mèo đi. Đốn hết các mẫu vào hay gì? Đốn hết, không chọn mẫu. Không chọn luôn, cho hết luôn. Mọi người vào nhanh tay nhá. Solo cho các chị luôn, kèm địa chỉ các chị nhá. Nào bác nào chia sẻ video rồi nào chuẩn bị cho em. Năm mươi mà không săn được thì thôi ấy. Chấm nhá. Quỳnh ơi nhắn cái Lan cầm cái mẫu ấy này đây đi. Mẫu treo trên kia. Đây nhắn đây. Luôn. Cái này còn lung tung xem nào. Cho kiểu gì cho các chị ở nhà cho nó được. Vẫn có được hai màu không? Toàn một. Theo bộ. Không, không phải theo mẫu mà hai cái có được. Hai cái được hai màu. Được hai mẫu hai màu. Vậy thì thôi, được chị nào được thì được, không được thì phải chịu tôi biết nào. Bây giờ mẹ không thích uống nước ấm nữa, mẹ thích uống nước lạnh. Giờ nó tỉnh. Hả? Giờ nó tỉnh. Chưa. Nào, mọi người ơi, kèm thông tin luôn nhá. Đấy, bởi vì em bán đặc mà. Được chưa? Những cái này mọi người không bình thường. Thật ra là do bên nhà em. Nên là lỗi của bên này nhà em là gì nhỉ? Quên là không dặn ngay từ đầu. Còn các bạn ấy mà lấy hai màu này. Một màu nhiều một màu ít với nhau, thấy ra là cứ cái màu đẹp nhất là bán hết lúc đầu rồi. Đấy, bây giờ chỉ còn duy nhất một màu nó cứ để lại thôi. Đấy, thành ra là sẽ còn màu đỏ nhiều. Em sẽ trộn cho các chị tất cả các cái màu lên, các mẫu lên thì em sẽ tặng hết. Tại vì màu đỏ em về là 1.500, 1.500 cái á các chị. Nguyên màu đỏ không là 1.500 cái. Cho chị cái mẫu cho em ơi. Kia kia đấy, tặng hết rồi. Có quần cọc, quần dài áo, cọc áo dài, váy có. Xeo hết. Đây là những cái này này. Bây giờ chủ yếu còn mỗi màu đỏ là chính mua. Còn màu đỏ là chính. Được chưa nào? Đấy, có màu hồng, màu đỏ, có cả cọc, cả dài, cả ngắn, cả những cái màu như này. Cái này nó chỉ mỗi màu nó chỉ còn tầm vài bộ thôi. Đấy, vài bộ thôi. Đỏ này thì em chỉ còn tầm khoảng 20-30 bộ luôn. Được chưa? 20-30 bộ liền luôn. Nên là thôi. Bác nào được cái nào thì bác cứ hoan hỉ cái đấy thôi nhá. Em không biết làm thế nào để gọi là gì nhỉ, để tặng kiểu gì cho các chị cho nó dễ. Xong là sau này sang váy luôn. Mỗi một bác cho em một lượt chia sẻ đây. Các bà Thúy bạn đang chuẩn bị mẫu. Xả cả áo nắng nhá. Áo trắng chống, áo chống nắng luôn.
kể ra mà TikTok nó không không ấy thì cho cùng cái rồi sao cho chị đỡ bác nhỉ, nếu không bật chung được cái like với nhau, không bật chung like được với nhau khổ thế. Rồi chị làm hai lần họp luôn, qua thằng bé nó phải sang, nó bảo là chị không mà để số điện thoại ở trên, không được nói, không được nói hai lần phải khác nhau, có buồn quá. Thôi nào, bây giờ bao chị yêu có lượt logo chia sẻ rồi, kèm địa chỉ luôn cho em Huyền nhá, được chưa? Các chị yêu lưu ý cho em này, bên sẽ không gọi điện lại đâu. Mấy đôi là sao Huyền để lại à? Đúng rồi, em vừa bán máy cho em để lại đấy, em vừa mới đẩy ra xong vứt hộp ra cho nó gọn nhà. Nên là chị nào mà nhanh tay chị được, được chưa? Em hứa với các chị rằng là gì, siêu siêu rẻ, siêu siêu đẹp. Cái này em sẽ tặng nốt cho chị 109.000 đồng 2 bộ em. Không chọn màu, không chọn họa tiết, không chọn kiểu dáng, được chưa? Có cọc, có đùi, có dài, nhưng mà toàn dài thôi đúng không? Cọc chỉ có tầm khoảng 5-6 bộ thôi, không có đâu. Toàn dài. Ờ, toàn dài thôi, còn áo gì nhỉ? Áo cọc quần dài như này thôi nhớ chị. 109.000 hả? Toàn dài là lời. Ờ, quần dài thì là lời rồi đúng không? Em chỉ còn quần dài thôi nhá, quần cọc là em hơi ít đấy. Nhưng mà có kèm chia sẻ cho em Huyền. Đồng hồ nhà chị Huyền chống nước quá tốt à, chống nước tốt thì em cũng bảo chống nước tốt mà. 109.000 đồng 2 bộ. Chị ơi, comment là gì nhỉ? Siêu chống nước đúng không? Chứ không thì là đâu có dám. Nó không chống nước tốt như thế làm sao mà dám được. Đây đơn cho em nói là tặng bộ ạ. Không có chia sẻ không chút đâu. Bà kèm địa chỉ luôn. Được chưa? 109.000 đồng. 109.000 đồng 2 bộ. Và có tài khoản logo chia sẻ. Không là bên em hủy. Được chưa? Chưa đâu, chưa em nói là tặng bộ kèm size, kèm số điện thoại. Ok chưa là chốt đơn cho em á là gì? Tặng bộ kèm size, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ. Toàn quần dài là chính thôi các chị nhá. Toàn quần dài là chính thôi. Nên là mọi người lưu ý cho em mình là gì? Mình được má nào mình lấy má đấy. Em còn cái nào thì em tặng nốt cho mọi người cái đấy nhá. Chưa đâu, chưa em nói là tặng bộ kèm size, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ cho em ạ. Kèm size, kèm số dài và kèm địa chỉ cho em tặng bộ. Được chưa? Em tặng nốt cho mọi người với giá là 109.000 đồng 2 bộ. Bên em không gọi điện lại đâu ạ. Không gọi điện lại, kèm không có địa chỉ bên em cho không lên đơn ạ. Không có địa chỉ là không lên đơn nhá. Kèm địa chỉ, kèm số dài và kèm chia sẻ 109.000 đồng 2 bộ. Được chưa? Kèm size, kèm số dài, kèm địa chỉ. Size, số dài, địa chỉ hoặc cân nặng cộng chiều cao cộng số dài cộng địa chỉ. Được chưa? Cân nặng cộng chiều cao cộng số dài cộng địa chỉ. Đấy, có cả cái bộ ngố như này em cũng cho vào luôn cho các chị này. 109.000 thì các chị bảo em lãi cái gì? Lãi cái gì các chị? Được chưa? Cái gì còn là em cho hết cho mọi người luôn. Chị nào có địa chỉ cũ thì ghi là địa chỉ cũ là được ạ. Đúng rồi, địa chỉ cũ thì ghi cho em là địa chỉ cũ. Được chưa? Bác nào có địa chỉ cũ rồi thì comment cho em là địa chỉ cũ, không nên lại địa chỉ nữa nhá. Không nên lại địa chỉ nữa. Cho đơn cho em là tặng bộ ạ. Đấy, có nhiều họa tiết, có nhiều hoa văn nhưng mà gì ạ? Áp dụng tài khoản chia sẻ, có thông tin rõ ràng, không có số điện thoại, không xuất đơn và bên em sẽ không gọi điện. Các chị nhá, không gọi điện đâu. Đấy, em sẽ lấy mẫu cho chị luôn. Nhiều mẫu. Má à, cho mình là gì nhỉ? Tặng bộ kèm size, kèm số thoại, kèm tặng địa bộ chỉ kèm size, kèm số thoại nhé. Bạn Thúy bạn sẽ giúp cho các chị luôn. Được chưa? Chị nào được là bạn sẽ giúp nên luôn. Đấy, chị yêu nào không được thì thôi. Đấy. Thông cảm cho em và có logo chia sẻ nhé. Tí em còn tặng cả váy và chống nắng cơ. Váy như em đang mặc này, còn là chống nắng này. Đấy. Nhưng mà cái mẫu màu này thì không còn. Hết sạch không có cái nào luôn. Không còn nào luôn. Cho đơn cho em là tặng bộ kèm size, kèm số điện thoại, kèm tặng địa chỉ. Tặng bộ kèm size, kèm số điện thoại cho em. Kèm địa chỉ nhá. 109.000 đồng là 2 bộ à? Vâng. Cái này chỉ còn 3-4 bộ thôi nên chị nào được thì hên luôn nhá. Không được thì cũng phải thông cảm đấy. Không mai về bảo chị cứ lấy bộ hoa cơ. Chị không lấy bộ nào cũng kia khó lắm. Tại vì nó không còn hàng. Được chưa? Cái này nó hoàn về có 2-3 bộ thôi. Không có hàng đâu. Chúng ta chỉ có bộ hoa cái lâu đâu. Chưa tặng bộ kèm size, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ ạ. Tặng bộ kèm size, kèm số điện thoại và kèm địa chỉ luôn. Kèm địa chỉ luôn nhá, bên em đọc tên cho luôn đây này. Chị nào không được đọc tên là thôi. Có logo chia sẻ em mới chốt đơn. Không có logo chia sẻ em không đọc tên cho mình được. 100 bao nhiêu nhỉ? 109.000 đồng 2 bộ. Đấy. Em bán hàng gần lúc này thì chị nào mà không chốt được thì thôi xong. Áo chống nắng 3 lớp thì em cũng còn, nhưng có mỗi size à? Mỗi size L. Mỗi tặng size L. Kèm size, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ. Mỗi size M thì có thể mặc được.
Chị nào có địa chỉ cũ ghi trên là địa chỉ cũ và vào riêng đi ạ. Cho em không gỡ nữa. Nó chủ yếu là gì? Áo áo gì nhỉ? Áo dài quần áo cọc quần dài. Áo cọc quần dài là chính thôi các chị. Để cho em tặng nốt cho các chị gọi là gì cho nó hết đơn. 109.000 đồng 2 bộ. 109.000 đồng 2 bộ. Nhớ giúp em là thêm địa chỉ rõ ràng nhá. Chị nào có địa chỉ hoặc có đơn hàng nhắn rồi thì không cần phải ghi địa chỉ vào đâu nhá. Có địa chỉ rồi thì không cần địa chỉ nữa, chỉ ghi là địa chỉ cũ là được, được chưa? Gửi về địa chỉ cũ thì ghi là địa chỉ cũ thôi. Mã hàng và số hoặc là khách quen hoặc là khách cũ là được nhá, không cần phải ghi lại địa chỉ cho nó mất thời gian. Nào chốt đơn em ơi. Tặng bộ chứ Linh Huy. À chúng nó nghe bạn. À chúng nó tiếng phà sập sàn đấy. Tặng bộ chứ Trần thì là không chốt đơn. Chứ Nguyễn Thị Hồng. Tặng bộ chứ Nguyễn Thị Yên. Kèm sai vào giúp em đi ạ. Kèm sai đi các chị ơi. Tặng bộ chứ Minh Đào, chứ Nguyễn Thịnh, chứ Thiêm Tạ, chứ Hoa Nguyễn. Tặng bộ cho em nhé, tặng bộ. Tặng bộ chứ Lưu Thị Thanh Thanh. Kèm sai vào các chị nhá, kèm sai. Chứ Thủy Trung Nguyễn, chứ Đặng Dược. Kèm sai các chị nhá, không có sai không chốt đơn đâu, chỉ nói lấy hai bộ, một khi là hai bộ. Có quần cọc áo cọc quần cọc áo dài. Tặng bộ chứ. Nhưng mà em solo hết vào cho chị đây, còn bộ. Chứ Trương Thị Hồng Mến. Tặng bộ chứ Hồng Hạnh. 109.000. Mấy em mà có thì đơn giản bây giờ đấy, chia sẻ là được. Trần Viên, chị Thúy Hùng. Chị nào khách cũ thì ghi là khách cũ nhá, mà ngoặc chữ KAC là được. Được chưa? Mở ngoặc chữ KAC cho em Huyền là được. Chị Hạnh Ngô, chị Thanh Nga. Đấy không? Tặng bộ chị Đặng Thủy Linh, chị Phạm Thu Hằng, chị Hoàng Thị Thu Hiền. Tặng bộ chị Nhung Đinh, chị Huế Hà. 109.000 đồng 2 bộ. Không chia sẻ đứng cho đơn thì live stream của ngày hôm nay em không gọi điện đâu. Nên là em xả sập sàn đấy. Xả này là xả gọi là cho đất hàng, đút hàng thôi. Chị Nguyễn Thanh Mai. Không địa chỉ không cho đơn nha, không địa chỉ không cho đơn. Kèm địa chỉ vào các chị ơi. Chị Nguyễn Lan, chị Giống Nguyễn, chị Lựu Nguyễn, chị Thơ Nguyễn. Tặng bộ chị Nguyễn Hà. Cái này là không có hàng đâu các chị nhá. Chỉ có một bộ thôi. Một bộ thôi nên là chị nào vào được chị nào thì chưa. Thế cho chủ yếu là bộ vi hàng ấy thôi. Tặng bộ chị Trần Hiền, chị Chi Chi Võ, chị Trịnh Hằng, chị Nguyễn Hồng. Tặng bộ chị Hương Lan, chị có 109.000 đồng 2 bộ, không mua mua cái gì hả chị? Tặng bộ chị Vũ Hoa, chị Anh Ninh Nguyễn. Tặng bộ chị Trưởng May Áo Zikit. Tặng bộ chị Trần Luyến. Tặng bộ chị Nguyễn Thúy, chị Vân Bùi, chị Phương Đặng. Tặng bộ chị Nguyễn Tuyển, chị Thúy Lan, chị Nguyễn Thu. Tặng bộ chị Nga Nguyễn Thị, chị Ken Cu. Tặng bộ chị Trang Võ, chị Nguyễn Hoa. Tặng bộ chị Hoàng Thị Thu Hà, chị Kim Chi Vân. Đúng rồi, chị nào tặng bộ mà có địa chỉ cũ thì ghi cho em là tặng bộ kèm số điện thoại cộng cái size của mình cộng với mà hoặc là KC khách cũ là được. Để cho khách cũ hoặc là địa chỉ cũ là được nhá. Tặng bộ chị hoặc là khách đoàn. Quen là được, không cần phải ghi lại địa chỉ cho nó mất thời gian. Bảo Hòa. Vì em không gọi điện lại đâu, em sẽ lấy thông tin chị nào có địa chỉ rồi bên em gửi nhé các chị. Chị Nguyễn Trâm, tặng bộ chị Võ Tân. Có hết rồi, cái gì còn mấy bộ nữa? Chị Nguyễn Thịnh. Tặng bộ chị chị Tương Hoa, chị Nguyễn Thị Yên, chị Mùi Dũng Minh Châu, chị Nhâm Lưu kèm xuống tọa. 109.000 đồng 2 bộ. Chị Quy Ngô Quy. Chuẩn bị sang váy này các chị. À còn còn ít quần của em mốt cho luôn. Chị Trần Thanh Cảnh. Tặng bộ chị Trần Hiền. Tròn lỡ mất thời gian. Chị Huế Lương. À váy của em nữa nhá, váy em đang mặc tí nó có nhiều mẫu lắm. Tặng bộ chị Trần Luyến. Váy này là em giữ lại em mặc đấy các chị. Em mặc mấy lần rồi. Chị Ngọc Phúc Tân. Em còn có cả kiểu bộ vest kiểu như này, lúc em like chị nào hỏi. Em thích những cái kiểu hoa văn là lá. Chị Huân Dương. Tặng bộ chị chị Bảo Linh. Tặng bộ chị Tâm Đạm. Tặng bộ 109.000 đồng 2 bộ. Chị nào được bộ nào lấy bộ đấy nhá các chị ơi. Chị Hà Võ. Chị Kim Đoàn. Chị nào được bộ nào lấy bộ đấy thôi em. Chị Nguyễn Trang kèm dưỡng thoại. Tặng bộ chị Thảo Hoàng. Chị Ái Liên Nam Thị. Tặng bộ chị Nguyễn Phượng. Chị Minh Tâm. Chị Ngọc Phúc Tâm. Chị Nguyễn Hòa, chị Nguyễn Lan, chị Nguyễn Hoa. Tặng bộ chị Son Phan, chị Huân Dương kèm số điện thoại ạ. Tặng bộ chị Lựu Hồng. Như cái này bọn em sở về này các chị đừng bom như các chị nhá. Tặng đấy, bộ quen lên, nhà nó có lên vài trong nắng chị thu đó, có hứa luôn. Trúc Vi. Tặng bộ chị Nguyễn Hòa, chị Hạnh Ngô. Chị đơn cho em ai tặng bộ kèm size, kèm số điện thoại, kèm tặng bộ kèm size, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nữa chị. Chị Nhân Lưu. Cái này không có mờ đúng không nhỉ? À không có ép đúng không? Không có ép đâu. Ma là gì đó? Tăng bộ cho em. Hết rồi các chị. Chị Đặng Khánh kèm sai cho em vậy ạ. Tăng bộ chứ khẩu nương. Em sẽ không, bên em sẽ không gọi điện lại đâu. Em ra là được. Hết, cái đấy ra, hết rồi. Mã hàng cho em là tặng bộ kèm sai, kèm số điện thoại trên cùng một dòng ạ. Và kèm địa chỉ cho em vậy ạ.
Rồi xong, xong mã quần nhá. Chị Nguyễn Thị Thi kèm số điện thoại của em ạ. Tặng bộ cho chị Nguyễn Thị Thủy. Chị đang phánh kèm sự kèm xa cho giúp em ạ. Tặng bộ cho chị Khổng Lương. Tặng bộ cho chị Hải Sương. Nào mã quần nào, không chọn mẫu, không chọn màu, kèm địa chỉ sẵn và bắt buộc có logo chia sẻ các chị nhá, không bên em hủy đơn, không gọi điện lại. Đó, tất cả mã quần của 21 còn lại sai bây giờ thì sai nó còn lung tung lắm, sai nó còn lung tung lắm, em không biết có mã này nó chỉ còn sai này và mã kia nó chỉ còn sai kia đấy. Và ở đây chị nào có logo chia sẻ thì chốt, không có logo chia sẻ không chốt nữa các chị nhá, được chưa? Và đặc biệt là chị nào có địa chỉ rồi thì comment cho em Huyền là địa khách cũ hoặc là địa chỉ cũ, tốt nhất là ghi địa chỉ cũ đi, bởi vì nếu không có chị đổi địa chỉ cái lại mệt ra lại bảo là chị có bảo gửi về địa chỉ cũ đâu, nó khó lắm đấy, nên là ghi là địa chỉ cũ được chưa? Hồi chị này đấy, bỏ gọn thì sắp gọn vào cho tí chị rút hàng là được. Chốt đơn cho em là tặng, đây là tặng quần. Ờ, chốt đơn cho em là quần này thì đi rơi vòng sau. Em tặng quần này, quần hàng hiệu các chị nhá. Các chị mua đồ của 21 các chị biết rồi mà đúng không? Đấy, em nói thật với các chị là hỏi rất nhiều đồ bộ rồi nhưng mà cũng không có. Thế thành ra cứ chờ lâu ấy. Thế thôi, còn mấy cái quần này nữa em sẽ tặng nốt cho các chị không có nhiều. Được chưa? Em hứa một lời hứa rằng là gì? Các chị đi mua ở ngoài toàn mua vàng đều thôi. Chắc chắn luôn, không bao giờ có chuyện mua của chị. Đây em bán cho chị là quần 21, quần hàng hiệu các chị nhá. Ok chưa? Chị yêu nào lấy và có địa chỉ rồi thì bên em chốt đơn, ghi luôn cho em á là gì, tặng quần và kèm số điện thoại. Em tặng nốt cho các chị yêu 129.000 đồng một cái. Quần của 21 mà bán 129 thì thật mấy các chị cả nước Việt Nam chắc đi buôn luôn ấy, thật luôn đấy nhớ các chị nhá. Quần của 21 thì các chị biết là hàng hiệu nó đỉnh như nào rồi, đẹp như nào rồi đấy, và xịn như thế nào rồi, mà em bán nốt cho các chị với giá là 129.000 đồng một cái. Chị nào mà muốn lấy hai cái ghi hai cái, ba cái ghi ba cái, bốn cái ghi bốn cái, được chưa? Một cái ghi một cái cho em thôi. Đấy, tình yêu nào lấy thì ghi cho em á là gì? Tặng quần ạ. Tặng quần và kèm số. 129.000 đồng một chiếc ạ. 129.000 đồng. Em còn có mấy chiếc thôi? Mã hàng kèm size, mã hàng cho là tặng quần ạ. Ừ. Kèm size và kèm số là kèm địa chỉ cho em ạ. Em sẽ không chọn màu, không chọn mẫu ạ. Chị nào mà thích mặc quần hàng hiệu là lấy hàng này cho em Huyền. Nhé, quần, tặng quần cho em 129.000 đây này. Bắt đầu em dựa móc kia. Chị ơi, bỏ sang đây. Đấy, đây, đấy. Tặng quần kèm size, kèm số điện thoại. Ba cái. Chị lại nhớ nhá, chị ơi, ba cái lấy ba kiểu. Ba cái, cố gắng lấy ba màu, còn nếu không thì ít nhất là hai màu và hai kiểu. Đấy. Rồi, chốt đơn cho em hàng là gì? Tặng quần ạ. Tặng quần. Không phải cố gắng mà chắc chắn ấy. Nhầm, chắc chắn phải lấy hai cái hai kiểu hoặc là hai cái hai màu hai kiểu. Rồi chốt đơn cho em á là gì nhỉ? Tặng quần, tặng quần size kèm số điện thoại. Bác nào nghe lời em lấy hẳn hai cái ít nhất nha, đừng lấy một cái vì 129.000 đồng đấy các chị, nghe lời em 129.000 đấy. Vừa nhận được váy của hãng NT nó quá đẹp luôn, em cảm ơn chị Ngân Chu tí em tặng đấy. Thì hôm trước chị mua được một cái à, thế thì tí nữa em xả cho chị, nhưng một cái là không gọi điện thôi. Coi như cái công gọi điện này, còn tất cả các chi phí còn lại là coi như em bỏ nhá các chị nhá, là em bán cho các chị không gọi điện nữa luôn, phải cho lẻ sai cho hết luôn ý. Đấy, còn cái nào tồn là em sẽ gọi là tặng luôn. Cho đơn che má này là tặng quần ạ, kèm sai kèm chứng tại kèm địa chỉ cho em đấy. Chị nhận hàng nhà em rồi, bán thật không câu like, gửi hàng cũng rất là đẹp à, thế à, em cảm ơn chị yêu. Bây giờ mệt lắm chị không câu like được, câu like là vẫn phải gửi đấy chị, còn lỗ là điều có thật. Ờ, chốt đơn cho em á là gì nhỉ? Tặng quần ạ. Tặng quần, nhiều mẫu lắm các chị ơi, ở đây nó còn chưa đủ mẫu đâu. Chưa đủ mẫu nha các chị. Hai cái, ghi hai cái, ba cái, ghi ba cái mà có 120 mấy nghìn. 129.000 đồng. 129.000 đồng một chiếc. Mẫu đẹp cực kỳ. Cạp khác nhau. Tặng quần kèm size, tất cả các loại cạp khác nhau các chị nhá, đẹp lắm luôn, lung linh luôn. Xịn sò luôn, mà quần là quần hàng hiệu toàn hàng 680. Vì đây. Bước ra. Nhanh.
Thế em cứ vứt ra thôi, vứt hai cái hai màu ra trước thôi, chỉ chịu này chị tính sau. Tặng quần. Tặng quần và kèm sai 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 cái chị ơi, kèm sai kèm sai kèm sai. Kèm địa chỉ vào. Kèm sai kèm sai nhá. Tặng quần sai là ở chứ ông Nguyễn Hòa Bình. Chị cứ vứt bạn sai gì à? À đang ấy sai đấy à? Thôi em cứ vứt số lượng thôi. Chị bạn ấy chị tìm sao có thì chốt, không có thì cũng phải chịu. Kèm địa chỉ. Tặng quần sai mờ chứ Lan Nguyễn. Nào nhanh má này sao đi váy luôn nhá, sao lần nào chống nắng. Hay cái chị nào chống nắng. Tặng quần sai mờ chứ. Hôm nay tiện kẻ một công mua cái chị mua luôn. Sai mờ chứ giàu trần. XL chứ Nguyễn. Kèm địa chỉ luôn nhá, chị ơi, kèm địa chỉ luôn. Sai L chứ Nhung Linh. Tặng quần M hai chiếc chị Anh Linh. Em cứ vứt thôi, cứ vứt hai cái đấy. Sai M chứ Nguyễn Chiến. Tặng quần XL chứ Mai Hùng Nguyễn. Chứ Son Phan. Chứ Phạm hai cái mấy. À nhờ, ơ nhờ nhờ nhờ. Xin lỗi, đang đi lên bộ. Ờ, 129.000 là một chiếc. Tặng quần sai M ba cái chứ Son Phan. Ba cái sai M chứ Nguyễn Thúy. Tặng quần. Em ấy. Không. Hết hết rồi. Hết hết rồi. Tặng quần sai mờ chứ Duy Nguyễn. Còn mờ là XL nhưng mà cái thì còn mờ. Sai mờ chứ Thúy Tạ. S hết chứ. Em không có sai S đâu ạ. Tặng quần 3 cái, 2 cái XL. Em cứ chỉ cần làm mã đọc quần mấy cái là được. Còn sai thì các bạn, các cái chị ghi rồi mà. Tặng quần chứ Ly Mai. Sai các chị ghi rồi, không có sai thì không cho đơn được rồi. Không, địa chỉ là bên em cũng không gọi điện lại rồi. Đúng không? Có sai thì bên em mới gửi cho mình, chứ không có sai thì cũng chịu không lấy đơn được cho mình. Đấy, nên là phải có sai các chị nhá. Hai chiếc chị Vẻ Nguyễn. Đúng rồi, cứ hai cái ba cái em đọc như thế đi. Có sai là các chị phải kèm hàng nhá. Chị Hoa Tươi. Hai chiếc chị Vũ Hoài. Bên em giúp cho các chị là biết là còn hay không còn đâu. Chị Thu Anh. 129.000 đồng một cái thôi. Hàng của hãng. Hàng hiệu chứ phải hàng hãng thường đâu các chị nhá. Tặng quần chị Thái. Chị Nguyễn Phúc Tuân. Tặng quần chị Nguyễn Oanh, tặng quần chị Gấm Nguyễn, chị Oanh Oanh, chị Vịt Con Xấu Xí, tặng quần chị Hiền Đặng. Đẹp lắm. Hai cái chị Hoa Nguyễn. Toàn hàng 680.000 đồng một chiếc thôi các chị. Hai cái chị Trung Nguyễn, tặng quần ba cái chị Đặng Thị Hà Hà. Cho nên cho em là tặng quần kèm tặng sai, quần kèm số thoại, kèm địa chỉ ạ. Tặng quần cho em nhá. Tặng quần hai cái chị Nguyễn Tuyển. Có bao nhiêu nhỉ? 129.000 cái. Chị Thu Nguyễn. Các chị tầm mấy hai ba cái. Em ở chị Lý Nguyễn. Những cái lúc bọn em làm như này thì các chị biết là kinh khủng rồi. Nguyễn Hoa. Cố gắng mà mua. Tặng quần chị Trần Thị Hoa, chị Hồng Trần. Hai quần chị Nguyễn Chị ơi, liên hệ là bên giao hàng. Chị Vũ Thị Nguyễn. Giữ giúp em hai đơn ba ngày sau rồi đưa cục lấy. Được không? Nhà em có việc phải kêu lúc đó. Ok chị. Chị Duyên Vy. Chị Duyên Vy kèm số điện thoại cho em ạ. Chị Hòa Đỗ kèm số điện thoại ạ. Ok chị nhé, để em nhắn lên nhóm bên chăm sóc khách hàng các bạn ấy. Tặng quần chị Giàu Trần. Chị Hoàng Định kèm số điện thoại ạ. Mã hàng kèm sai, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ ạ. Không có số điện thoại không có đơn được ạ. Mã và kèm số điện thoại cho em nhá. Kèm địa chỉ, chị nào có khách cũ, khách quen rồi thì ghi cho em là khách cũ nhá. Còn chị nào mà không thì phải kèm địa chỉ luôn, không là bên em không nhận đơn đâu. Vì bên em không gọi mà hai bán. Bán như này thì gọi làm sao được các chị ơi? 129. Hoa sen. Bán 129.000 đồng một cái thì không thể nào mà chọn tầm màu chứ không đi đơn được. Đúng rồi. Em bán thế này thì các chị bảo 120 mấy nghìn cái. Ái Liên Lâm Thị. Em lỗ đấy các chị. Thề luôn, nó sai làm con các chị luôn. Mất lộc luôn. Cho nên cho em là tặng quần kèm sai kèm số điện thoại ạ. À thế là có mấy cái cuối cùng đúng không? Mấy cái cuối cùng nữa chốt đơn cho em là gì? Tặng quần ạ. Tặng quần. 129.000 đồng một chiếc ạ. 129.000 đồng một cái thôi. Tặng quần chứ Hoa Nguyễn. Hết rồi các chị ơi. 129.000 em còn muốn MLXL. Tặng quần chứ Thu Nguyễn. 129.000 đồng hết hết nha các chị nhá. Còn MLXL chốt hai cái gửi ha. À, ghi hai cái. Chốt ba cái ghi ba cái, bên em gửi ba cái, ba màu ba mẫu cho các chị. Được chưa? Đấy. Lên đúng cho em. Kèm á và kèm số thoại chỉ có màu tối định. Thôi. Còn chị có màu sáng, còn sáng có mỗi màu trắng này. Tặng quần chị Hòa Đỗ. Màu trắng này các chị tranh nhau có hai ba cái. Chắc gì đã được đấy cơ. Đấy. Trắng này em chỉ còn có hai ba cái, nhìn đây này. Được chưa? Màu trắng này là siêu phẩm đỉnh của nhà em đấy. Em bán nhiều lắm luôn nhưng bây giờ hết rồi, chắc chỉ còn hai ba cái, chị nào được hay thì được. Nhớ. Mã cho em miền là. Tặng quần. Tặng quần em ra lại một lần nữa cuối cùng tháng qua nhá. Chị Triệu Quang xóm kèm số điện thoại ạ. Mã kèm sai kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Mã hàng kèm sai kèm số điện thoại và kèm địa chỉ cho em miền. Tặng cho các chị với giá là 129.000 đồng một chiếc. Ok chưa? Chị Dung kèm sai chưa? Bao đẹp nhá. Đây em sẽ Dung gọi điện lại cho bạn. Không gọi điện lại đâu các chị. Không gọi điện lại nhá. Bác nào được thì bác hời. Để cho qua má luôn nhá. Tặng
tặng quần 2 chiếc chứ Nguyễn Thu, Nguyễn Thư. Từ chân là qua luôn. Sang cái gì nhỉ? Các chị thích sang cái gì nhỉ? Váy đi. Ừ, đây cho cái máy. Không phải cái máy hoa hoa. Quần nhà chị đẹp quá. Tặng quần, tặng quần. Tặng quần có 129.000 cái thôi. Tặng quần. Nhưng mà không có địa chỉ, không cho đơn nhá. Và kèm cái chia sẻ nữa các chị, không chia sẻ thì đơn nhân viên nhà xong in đơn cho mình đâu. Lê Lê Đức Lộc. Tặng quần kèm á, kèm size, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ luôn. Chị Hà My kèm size, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ. Còn size không? Size em còn size mỏ, hết S, hết L, hết XL. Hết 2X luôn, được chưa? Đây là vì hết size nhá, chị nào comment thật nhanh mới được này. Bao chị mua hàng của NT rồi, CLT rồi. Cho em xin cái dấu chấm lên đây cái. Và em mặc đi còn màu khác thôi. Còn bóng màu nâu kia mấy cái, màu đỏ. Đó kia còn mấy cái. Kèm địa chỉ các chị. Ghi là mã tặng quần cho chị xem lại mã quần đi. Không. Tặng quần chị Nguyễn Thị Thùy Trang. Các chị có kèm lần chia sẻ nhé. Em bán 129 đây. Mã hàng kèm size, kèm số thoại, kèm địa chỉ. 129 đây các chị này. Tặng quần chị Bảo Trân Phú. Em thách thức chị nào đi mua được luôn 129 đây. Tặng quần chị Lưu Hồng, chị Thu Nguyễn. Chị nào một cái ghi một cái, hai cái ghi hai cái, ba cái ghi ba cái nhé các chị nhá. Ba cái ba màu, ba cái ba mẫu, được chưa? Đấy. Chốt đơn cho em á là gì? Tặng quần. Tặng quần cho em liền 129.000 đồng một chiếc. 129.000 đồng một cái ghi đúng mã. Không chọn màu, không chọn kiểu được. Không chọn màu, không chọn kiểu, bên em sẽ lấy cho mình. Được chưa? Thật ra nó chỉ có 3 màu thôi mà đúng không? Đen, than, trắng, hết. Đen, than. Đen, than, trắng. Ghi. Có thế thôi mà. Và màu dễ mặc mà. Vài đấy mặc sướng. Má nào cho mình là gì? Wow, các chị chấm nhiều chưa thấy chưa? Quần là 129.000 đồng một cái, áp dụng tài khoản chia sẻ, có logo đầy đủ cho em liền mới chốt đơn. Không có logo không chốt đơn. Đấy. Kèm địa chỉ sẵn nha các chị nha, chị nào là khách hàng mới kèm địa chỉ luôn ở trên cái trang này luôn. Được chưa? Còn chị nào mà không thì bên em sẽ không gửi đơn cho mình nữa. Hết quần là em hết. Được chưa? Em chỉ còn M, L và XL, M, L, XL. Đấy, bên em sẽ ghi đơn tự động. Đi đơn tự động tí nữa các chị sau khi kết thúc live hoặc ngay bây giờ. Chị nào đang chốt ở bên nào, các chị chủ động nhắn sang cái phần tin nhắn ở tại trang web đấy tí nữa. Sau khi các bạn chốt xong cái phần mềm em sẽ gửi đơn cho mình. Được chưa? Gửi thông tin gửi đơn cho mình. Đấy nên là chị các chị yên tâm cho em. Được chưa? Đây là mã hàng cho mình là gì nhỉ? V3. V3. Em còn mỗi size M. Chị nào size M thì comment. Chị nào size M thì comment. Hàng của MH Mango cũng là NT luôn đấy các chị, nó là một đấy. À, em tặng nốt cho các chị nhá, cái này không gọi điện. Và em bán lỗ cho các chị luôn. Được chưa? Không gọi điện, có địa chỉ sẵn, kèm size sẵn, kèm địa chỉ sẵn thì bên em chốt đơn cho mình. Hôm nay em tặng nốt cho các chị 170.000 một cái. Thế nào giảm cho các chị? Ủa, dã man chưa? Ồ, giảm mấy chục nghìn luôn một cái luôn, không gọi điện đâu nhá các chị nhá. Coi như là em không gọi điện nữa, em bán lỗ cho các chị hết luôn. 170.000 đồng một cái. Không gọi điện nữa. Nghe tặng lời em đi. Tặng quần chị Huệ Lê. Má cho em là gì ạ? Sản V3 giảm mấy chục nghìn một cái luôn. V3 cho em còn mỗi size M, em lẻ size cho các chị luôn. Được chưa? 170.000 đồng. Không đẹp cho hoàn hàng. Không xịn cho hoàn hàng. Được chưa? V3 size M kèm số điện thoại, kèm địa chỉ. Em chỉ còn mỗi size M thôi ạ. Mỗi size M hết rồi. Em cảm ơn chị Thảo Trần đã tặng miền sao các chị ơi. 170.000 đồng hàng hiệu các chị nhé, mặc cho sướng. Đừng mặc hàng nhái nữa, mà cũng đừng mặc cái hàng mà gọi là hàng sửa sưởng nữa. Mặc hai hôm xong vẫn thiếu váy. Được chưa? Chốt đơn cho em là mã hàng là gì? Tặng quần V3 size M. V3. Được chưa? V3 em còn mỗi size M thôi. Mỗi size M hết hàng. V3 size M chị Đinh Yến, chị Ngọc Diệp Nguyễn. V3 em chỉ có size M thôi ạ. Em còn mỗi size M, còn mỗi size M còn chục cái thôi. V3 size M chị Trần Không có điện này đâu các chị nhá. Lấy mã nào comment chắc cho em Huyền mã đấy nhá. Má ở trong miệng là V3 xem mờ. Kèm địa chỉ, kèm số điện thoại, kèm mã, kèm sai. 170.000 đồng các chị mua hàng hãng, tội gì phải mua hàng may nhái hoặc may gia công các chị.
đúng không? Form dáng không đẹp, đường chị may không đẹp, chất liệu không mặc không chỉ sướng. Tội gì? Đấy, em còn tầm 5 6 cái cuối cùng. Chưa em xem là V3. V3 100. 170.000 đồng một chiếc ạ. 170.000 đồng các chị nhé. V3 size M chứ anh. Tổng quần chứ Nhàn Lê Thanh rồi ạ. Má ở trên là gì? V3. V3 trên mình còn 5 cái nữa. V3 size M chứ Đăng Khánh. Chịp rẻ hết rồi. Em nhập không được giá này nhé. Đây là em ngoài bán xả ra bọn em bán lỗ luôn đấy, cho hết luôn đấy. V3 chỉ có size M thôi ạ. V3. Không có mình size khác giúp em nhé. Em cho chị cái má vét đi. V3 size M chị Đoàn Thị Chuyến. Chị Bảo Trâm Vũ. Đây cái này còn mấy cái này. Em giúp luôn này. Chị nào được là chị sướng nhá. Tía, quay kia tía. Hay đi nào đó. Hay. Ô chà. Hết sạch rồi, thế thì bây giờ lại lẻ sai nữa rồi. Nào, thưa các chị mua phải là 450.000 đúng không? Chị Nguyễn Hoan 450.000 đúng không? Em hết XL rồi nhá, em chỉ còn ML và mỗi cái còn mấy chiếc thôi. Mỗi cái còn mấy chiếc, Thúy sang bên này đi chứ. Thúy sang ta tức tâm bồn. Bước ra bên ngoài cho bạn như thế. Nào, nhanh tay, nhanh tay. Đây là má là gì nhỉ? V3. V3 size M, chị Hoàng Nguyễn. Nguyên bộ vest. Hôm em mặc em bán giày mà chị nào cũng hỏi đòi mua nhưng em không bán được. Hôm nay em cho các chị nhá. Bình thường các chị mua là 450.000 đúng không? Hôm nay em sẽ cho các chị nghe này. Một set như này nhá, 279.000 đồng một set. Má à cho em là gì? V32. 279. Được chưa? Xịn xò chưa? Nguyên một set mở hàng ra không đẹp cho hoàn hàng quay hàng ngay được tức. V3 xem mở chị Trịnh Nguyệt. V2 gì ấy? V32. V32. Không đẹp cho quay hàng ngay lập tức luôn. Nót nót nữa này. Được chưa? Tiền này. Tất cả hàng hiệu luôn các chị nhá. Hàng này hơn 1 triệu luôn. Em tặng nốt cho các chị luôn. V gì nè? V32. 200. 279.000 đồng. 279.000 đồng. Duy nhất một buổi thôi nhá các chị nhá. Laser cho em mã là V32. Kiểm luôn tay kèm chúng ta em chỉ có size vừa nhận được 7 cái váy đẹp lắm luôn. Em cảm ơn chị Thảo Trần đấy. V3 chị Bảo Dung Nguyễn. Đây là V3 đúng không? Lên lên cho em ăn là V32 kèm size kèm xuống thoại em chỉ có SML thôi ạ. Em còn SML V32 kèm size kèm mã kèm xuống thoại V32 nhá. 279.000 đồng nguyên một cây. Về mở hàng ra không đẹp cho trả lại luôn. Được chưa? Nguyên một cây vét luôn. Đó, vét hè các chị ơi, vét hè này. Ôi. Đây là V32 ạ. V32 nhà em Huyền đang bán cho các chị rất rất nhiều các loại giày. Đấy. Các chị về các chị mix đồ cho em đẹp mê ly luôn. Hàng hiệu các chị nhá. Được chưa? Chưa đâu chưa mà V32 kèm size kèm xuống thoại ạ. V32 kèm size kèm xuống thoại em giúp. V32 size L chứ Vương Quế. Size M chứ Hương Vũ. Còn mấy bộ thôi, còn mấy size bộ. Size L chứ em bán hết rồi nên em mới dán to một chứ không thì. Em nói với các chị luôn em bán một mớ hết sạch luôn. Đoàn. Còn mấy bộ? Size L chứ Quyên Đoàn. Size M chứ Phan Tuyết. Kèm địa chỉ luôn các chị ơi, kèm địa chỉ nhá. V32 kèm size kèm số thoại, kèm địa chỉ. Size S chứ Giang Nguyễn. Size M chứ Bảo Dương. Hết XL các chị. XL hết rồi. Size S chứ anh Phạm. Xe M chị Nguyễn Thúy. Hết XL rồi. Xe S chị Bùi Việt Hà. Em có một SML. Xe M chị Lý Nguyễn. Xe S chị Dương Huệ. SML các chị ơi. Xe S chị Nga Nguyễn Thị. 279.000 đồng nguyên một cây. Xe M chị Huế Hà Thúy. Chị Hà Phạm kèm số 279 nguyên một cây các chị nhá. Xe S chị Thu Hằng. 279.000 đồng nguyên một cây cho các chị luôn. Được chưa? Về mở hàng chất không đẹp, chất bẻo ạ, chất nhăn nhầu ạ, chất kém chất lượng ạ. Đường may kém chất lượng cho hoàn hàng. Xe L chị Duy Đỗ. V32 nhá. Xe M chị Nguyễn Thu. Chị Bảo Dung ơi, thế thì ghi lại cho em là gì ạ? Gửi V3 lấy V32 kèm số đi thôi. Chị thiếu, chị ghi thiếu số 2 này sau đúng không? V3, thế thì ghi lại cho em là gửi V3 đúng. Lấy V32 luôn vào ngay của em. V32 xe M chị Bảo Dung Nguyễn. Kèm sai kèm số thật. Thảo Trần. Xe M chị Mì Nguyễn. V32 xe M chị Thanh Hằng, Thanh Hà. V32. Xe S chị Thanh Thanh. Nguyên một cây mà có 279.000 đồng. Chưa với các chị luôn. 279 thôi các chị nhá, nhanh tay ạ. Trên mã là V32 kèm size kèm chuyến dài kèm địa chỉ. V32 279.000 đồng V32. ML thôi ạ. 1m57 nặng 53 cân size M rồi. M nhá chị Lý Nguyễn ơi. Đây là hàng hãng mà hàng hiệu mà. Form size chuẩn SML XL đấy. Nhá đừng có lấy mix size nhá. Đẹp lắm. V32 279.000 đồng rồi, rẻ quá rồi. 279 là 279 qua luôn nhá.
Thưa đơn cho em ăn. Nào, em còn có tầm một chục bộ mỗi màu thôi. À mỗi size em còn tầm chục bộ cuối cùng này. Chị yêu nào lấy nhanh tay cho em, còn tầm khoảng chục bộ nữa thôi. Đấy, 279.000 đồng một bộ. Vải này. Em ơi đi mua tuyệt vải không được, cái chị thật đấy, vải không mua được cái mã này luôn. Đây này. Em không là cái chị nhắc còn nguyên gấp lớp này. V32 mà nghe nó đẹp hoàng. Đẹp như này cơ mà. Vậy mà còn màu khác con ấy. Size L chị hoa lắm. Hết rồi các chị ơi, nhanh tay nhá, nhanh tay. Qua luôn này, em ơi, tay tiếp luôn. Mã nào đấy? Mã này. Mã đấy nữa. Mã bố em còn có 4 cái, 5 cái. Không phải đây. Đưa cả một cái kia của bạn ấy còn xanh của chị. Xanh một cái nữa. Đâu? Thì đây giống em đang mặc này này. Nhưng mà là màu này, em còn có mấy cái thôi nhá. Size M. XL. M. Cái tay em có 3 cái này. 3 cái size M, 1 cái size XL. 4 size M. 4 cái size M, 1 cái size XL các chị ạ. V8. Đây là chốt đơn cho em V8. Được chưa? Lên đơn giùm em á là V8, em đang mặc mẫu này các chị. Nhưng mà màu của em thì nó bán hết ngay từ cái buổi đầu tiên rồi. Màu này em còn có 3, mấy nhỉ? 4 cái size M, 1 cái size XL cuối cùng nhá. Hàng em lúc nào cũng phải là cả nghìn cái các chị, không bao giờ ít. Đấy, các chị biết mà. Em bán 2 lái hết sạch rồi các chị. Lên đo cho em là má hàng V8 ạ. V8, em có size M 4 cái à? Và 1 cái XL. Chốt luôn em. 179.000 đồng em cho mọi người luôn. 179 nhỉ không nhỉ? Vừa nói 179 ạ. Sao? 170. Ôi, bằng sáng 170 đấy ạ. 170 em xin lỗi, 170. Ok, chị Trần Thanh Cảnh xem M32 xem M để chị cũ thôi này. Bán có 170 rồi à? 170. Hơi bị máu ấy. Chốt đơn cho em á là V8 ạ. V8 em có size M và size XL. Em có size M và size XL, chốt đơn cho em á là V8. Được chưa? Mặc lên đẹp lắm các chị. Xịn xò luôn, màu cũng rất là tây và sang luôn. Lụa nha các chị, đây là lụa. V8 size XL chị Nhung Đinh. Hết XL. V32 size XL chị Ngang Nguyễn Thị. Ok này, em chỉ còn mỗi 5 cái size M thôi. 4 cái size M cuối cùng. Tình yêu lấy chốt đơn cho em là gì ạ? V8 size M 170.000 đồng. Em chưa bao giờ bán như này đâu các chị. V8 chỉ còn size M thôi ạ. Size M. Hết được, cho cả cái màu nâu. V8 size M chị Huế Hà Thúy. Kèm địa chỉ nhá. Chị nào là khách hàng lạ thì kèm địa chỉ luôn nhá. V8 size M chị Võ Thị Trường. Còn 2 cái cuối cùng. Cho chị cái màu nâu luôn. Cái này em cũng giữ này này. V8 size M chị Thanh Nhã. Cái này em nhận được. Đẹp lắm, thì đẹp lắm. Em cảm ơn chị Phạm Thị Tâm. Đây cái này này. Em giữ 2 màu. Tại vì nó có 4 màu tất cả thì em giữ 2 màu, chẳng nhẽ là giữ 4 màu để mặc được giống con điên. Đây là áo hay là đây em giữ một cái màu này nữa này. V8 chỉ còn một chiếc size M thôi. Đấy, chị nào cùng sở thích men, nay mai em mặc là cứ hỏi nhá. Vì nó là be. Em lấy 2 cái màu này. Đấy, cho đơn cho em á này là gì? V10. À V9 à, có size gì đấy? Em có size M và size L. Kèm địa chỉ nhá các chị nhá, kèm địa chỉ luôn, em không gọi lại đâu các chị ơi, không mai lại bảo rồi. Sao tự nhiên được thấy hàng đến thì khổ lắm. Má hỏi cho em nguyên là V9. V9 cho em. Em có size M và size L. V9. V9 nha, V9 chị em còn M. Chị kèm xuống tại cho em ạ. Đây là cho em là V9 ạ. Tặng nó cho chị 170.000. Để dưới gối các chị ơi, dưới gối hết. Lụa hết các chị nhá. Cho đơn cho em là V9 em. Đây là em không có đai này. À, nó có đai nhưng em không thích đai. V9 size M chị Nguyễn Thị Thi. Đấy lụa nhà Huyền siêu đẹp luôn, em cảm ơn chị Đinh Như Lan. V8 size M chị Nguyễn Oanh. Này các chị mua giảm mấy chục nghìn. Hết size gì? Hết V8. Đây là V9 ạ. Đây là V9. M và L thôi ạ. V9 size M chị Đinh Thị Như Lệ. Còn mỗi ML. Em còn mỗi ML các chị ạ. Mã V. V9. Bao đẹp nhá. V9 kèm size, kèm số tại, kèm địa chỉ ạ. Kèm địa chỉ khách cũ V9 size M cho chị Nguyễn Thị Thi. Chưa đơn cho em á là V9 ạ. V9 size L chị Duy Đỗ. Size L Duy Hạt Mít Mộc. Một cái size L nữa và cái gì đó. 4 cái size M nữa. 4 cái size M, 1 cái size L nữa. Size L Duy Nga Bùi. Em chỉ còn M thôi, hết rồi. Thôi 4.
chỉ có size M nhé, đừng có một size L nữa các chị ạ. Mã cho là V9 ạ. Em còn size M thôi ạ. Còn size M, em còn mấy cái cuối cùng. Bác nào comment thật nhanh cho em này, có 170.000 hàng hiệu luôn cho các chị mặc. Bao đẹp nhá, form đẹp. Đấy, chốt đơn cho em á là V9, size M thôi. 60 cân. 60 cân vừa không sốt, nhưng mà chị cao bao nhiêu? Vì cái chị nó là còn có cả chiều cao nữa cơ. Hết rồi, hết size L rồi. Các chị ơi đừng có mình L nữa, em còn 3 cái size M này. 3 cái size, em mặc nó rộng lắm chị. Hôm em tìm, ai nhỉ, em được có 2 cái size S. Thì em phải nhường cho khách hàng quen. Đấy, thì em mặc mấy size M rộng thung thình luôn. Rộng quá. Chị đơn cho em là V9 ạ. Còn 3 chiếc size M thôi. 3 chiếc size M. Hết rồi các chị, chỉ có 3 cái size M thôi. Tiếp luôn nha. Mở, à đấy, mau đấy. Đây còn mấy cái. Chị Kim Phụng Trần kèm A, kèm số điện thoại cho em. Kèm địa chỉ luôn nhá. Chị Đặng Khánh size M V9 này. Với kia mà. Cái xanh đấy. Xanh đấy. Xanh đấy. 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 Xanh chia rồi. Ok, chị Đặng Khánh đi. Vứt một cái xanh màu cho chị Đặng Khánh V9 này. Chị Kim Vùng Trần kèm số điện thoại ạ. Không phải là đẹp mà là cực đẹp ấy. Cho váy nhà Huyền, em cảm ơn chị Đinh Như Lại là còn rẻ nữa chứ đúng không? Quá rẻ mà hôm nay em là còn sale. Em mà đã không lấy địa chỉ của chị cứ yên tâm cho em kìa. Không còn địa chỉ của chị, các chị yên tâm là gì, em không lời của chị 1.000 nào luôn. Gọi là bán thì cho nó hết mẫu để bên em còn vào mẫu khác với các chị. Tính em là bán hàng nó như thế. Mỗi cái là mỗi điều là gì, nó không còn sai thôi. Sai nó lẻ lắm. Hôm đầu thì bao giờ nó cũng nhiều mẫu đẹp. Đây là mã hàng gì? V31 này. Một em này chuẩn. Ôi các chị ơi, 680.000 đồng cái cụ này. Mà em bán hôm trước các chị đã bị hôm nay. Cách đây có 3 tối thôi. So với ngày hôm nay các chị giảm được mấy chục nghìn cái luôn. Được chưa? Mẫu này quá đẹp nhá. Em lấy một cái màu xanh ở đây nó không còn cái nào sao? Còn MLXL chưa? Em chỉ còn MLXL. Hết hết rồi. Mẫu này hết hết, hôm trước em dành được một cái màu vàng không đấy đâu. Hết sạch rồi. V9 xe M chứ Lê Oanh. Hết rồi các chị. Tại vì bọn em bán buổi tối đông á, mà này, váy cũng sở hàng hiệu thành ra nó ấy lắm. Chưa đơn cho em là gì? V31 có sai gì đấy? M-L-L. Em còn MLXL các chị nhá. MLXL kèm á, kèm số thoại cho em Huyền, kèm địa chỉ luôn. Bây em sẽ không gọi điện lại được ạ. Không gọi điện chị, không gọi điện lại các chị nhá. Kèm địa chỉ, kèm á, kèm số thoại. Mã hàng kèm sai, kèm số thoại, kèm địa chỉ của em ạ. V31 có sai. V31 MLXL ạ. MLXL. Xem mở Lê Anh. MLXL chị Thảo kèm mã hàng kèm sai, kèm số thoại cho em. Đây là V31 ạ. Đây là V31. V31XL chứ Lê Thúy Hằng. Eo ơi. Đẹp mê man. Mua hàng hãng này mặc cho đẹp các chị nhỉ. Đúng không? Form đẹp, dáng đẹp, chất liệu đẹp, đường may mũi chỉ chắc chắn, cẩn thận, xịn sò. Đấy. Đúng không? Chứ nó không giống như cái hàng các chị may tặng bậc. V31 size L chứ Minh Tâm Lê Phan. Size L chứ Hồ Hương. Còn một cái size L cuối cùng. Chị Nga Nguyễn Thị size XL có chưa? Size L chứ Trung Võ. Hết luôn size L. 170.000 đồng một chiếc. Em hết size L nhá, còn XL thôi. XL cho chị Nguyễn Tường Vi. M với XL thôi à? Còn M với XL thôi các chị ơi, hết rồi. M cho Lê Thị Loan. M cho chị Loan. Ôi, có 170.000 đồng thôi. XL chị Nguyễn Thanh. XL cho chị Nguyễn Thanh. XL chị Huế Lương Thị. Kèm địa chỉ nhá, chị nào không có địa chỉ thì phải ghi cho em là khách cũ nhá. Bây giờ chị nào mà không ghi cho khách cũ hoặc là không có địa chỉ không đọc tên nữa. Bởi vì là chị mất công á. Mà là XL cho chị Thảo Trần. Thế là em còn mỗi 2 cái size M đúng không? 3 cái size M. 3 cái size M. Chị Thanh ra một cái size M. Chị muốn anh kèm mã, kèm số thoại, kèm địa chỉ. Đúng rồi, có một giống chị Nguyễn Tuyển cho em Huyền nhá. Đấy. Không có địa chỉ là em không lên đơn được đâu. Em còn mỗi size M thôi ạ. Em còn mỗi size M thôi, còn mỗi size M hết rồi. Mỗi size M. Mã đỏ luôn đi mà. Còn mỗi size M, còn 2 cái size M đúng không? Hai cái size M cuối cùng có 170.000 đồng. Size M chị Nguyễn Đức Trang Nguyễn. Thao hồ mặc đi làm đẹp. Mã kèm size kèm số dạ kèm. Còn một cái size M cuối cùng kèm địa chỉ các chị ơi. Chị nào không có địa chỉ thì em hủy đơn, chuyển cho các chị có địa chỉ đấy nhá. Không này bảo là chị chốt đơn rồi mà không thấy chị gửi đơn. 170.000 đồng hôm nay thôi. Chị nào không có địa chỉ thì em hủy hết đơn, em chuyển cho chị nào có địa chỉ sẵn.
chị Bùi Thị Bùi Thị Viền à. Cho anh để xin số điện thoại không? Về là muốn xem mở chị Nguyễn Nguyệt. V3 size M chứ Nguyễn Thúy. Đấy mới gọi là siêu gọi là đẹp. Đấy mới gọi là ngon này các chị này, cái cổ này. Màu này đẹp chưa? Tiệc tùng đám cưới đám xin đi làm đẹp ngon luôn. Xe mã này là V11 ạ. V11 à? Ôi, còn S không em? Hết S luôn, còn mỗi MLXL chốt nhanh này 170.000 đồng với V11 680.000 đồng có chị nhé. 680.000 đồng, ok chưa? Đấy, nhìn của em hàng. Chốt đơn cho em á là V11 kèm size, kèm số tại, kèm địa chỉ của em. Chất đã. Mát lịch con tim luôn, má hàng cho em về là V11 kèm số tại, kèm địa chỉ, kèm size cho em ạ. Má hàng kèm size, kèm địa chỉ và kèm số tại cho em liền. 170.000 đồng một chiếc ạ. MLXL, hết S các chị. V11 size M chứ Lê Phương, size L chứ Nguyễn Tường Vi. V11 size XL chứ Phạm Phùng. Khách cũ thì ghi trên là địa chỉ cũ là được ạ. Ghi cho là khách cũ các chị, kèm số thoại nhá. V11 size M chứ Trần Thanh Cảnh, XL chứ Tuyết Ngọc, XL chứ Trần Thu. Chị là khách cũ kèm má, khách cũ cho em liền với. Như cho em là khách cũ nhá. Size L chứ Kim Tự. Còn không thì kèm địa chỉ luôn cho em một lần thôi. Kèm một lần địa chỉ thôi, sau là ghi là đã gửi địa chỉ là được. Nhá. Chị Nguyễn Thị Hồng kèm số điện thoại cho em vậy ạ. Chị Nguyễn kèm size, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ cho em vậy ạ. Má, kèm size, kèm số điện thoại và kèm địa chỉ 170.000 đồng. V11 size M chứ Nguyễn Đức Sáng Nguyễn. Size L chứ Minh Tâm Lê Phan. XL chứ Lệ Trần. Size L chứ Phương Đặng. Size L chứ Triều Thu. Size L chứ Đỗ Hằng. Xe M chứ Quyền Nguyễn, XL chứ Nga Nguyễn Thị, MLXL chứ Thảo Trần, V11 xe L chứ Dung Hoàng, xe L chứ Jun Jun. Nó đẹp lắm, cái cổ đẹp. Xe M chứ Bảo Dung Nguyễn. Chất mát lắm các chị, mát lắm. Mà nó không mỏng mảnh mỏng manh đâu các chị, chất rất đẹp luôn. Xe M chứ Nguyễn Thị. Hàng hiệu các chị mua yên tâm, cái vải bao giờ là lựa chọn kỹ rồi. Xe M chứ Thực Len. Còn mỗi mà là XL thôi các chị. XL chứ Nguyệt Nguyễn. XM chứ Đào Nguyễn. XL chứ Lệ Trần. Chị Nguyễn Thị Thu kèm size riêng vậy ạ. Kèm size, kèm mã, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ riêng vậy ạ. V11 size XL chứ Song Hà. Em không có size S đâu ạ. Chị Thu Nguyễn kèm số điện thoại riêng vậy ạ. V11 size M chứ Đặng Khánh. Chị Đăng Khánh. Xe L chị Mai Nguyễn. Kèm khách cũ hoặc không cũ các chị ơi. Khách không cũ thì là phải kèm số thoại, kèm địa chỉ luôn. Khách mới thì các chị kèm. Trời ơi, mà em không gọi được vì giá tiền là em không thể gọi được các chị thật. V11 xe L chị Đoàn Thị 10. Bảo em nhập vào đó là 185 rồi các chị ơi, em nhập vào nó 185 rồi. XL chứ Kim Đoàn. Mà số lượng đồng nghìn thì các chị đồng vạn chứ phải đồng nghìn đâu. Thay L chứ Dung Hoàng. Chị Thông Giao kèm số điện thoại và viên ạ. Hàng hãng hết các chị nhé, hàng hãng đấy. Khách cũ rồi nhưng đâu. Mà phải kèm số điện thoại thì mới có đơn ạ. Đúng rồi, khách cũ như kèm số điện thoại mới có đơn được. V11 xe M chứ Liên Đào Ngọc. Nào, nhanh tay cho em. Xe M chứ Thư Lông. Xe M chứ Bùi Trần Quốc ốc. Xe L chứ Thu Nguyễn. Cái gì cơ? Má không? Nào, không lấy được. Chị giữ lại rồi. V11XL chứ Thông Giao. Xe M chứ Ngân Nga. XL chứ Nguyễn Linh. Đấy là má là gì đấy? V11 không? V11. V11 xe L chứ Nguyễn Thắm. Tiếp tục cho em này. Má là tiếp nhá. Đây là V. V2. V2 có sai gì đấy? Có 3 cái à? Cái này là em đã giữ lại em mặc nó này.
4 cái size L. Mã hàng V2 4 cái size L, kèm mã hàng, kèm số điện thoại, kèm size và kèm địa chỉ luôn. 4 cái. Gì nhỉ? Mã gì nhỉ? V2. 4 cái duy nhất cho các chị yêu nhá. Đấy chưa, cái cổ đẹp lắm. Siêu xịn sò 4 cái, V2. Chưa cho em là V2 ạ. Size L 4 cái. Em chỉ có size L thôi ạ. Mã hàng kèm size, kèm số điện thoại. Nhận được hai cái váy của nhà chị Huyền quá đẹp lại rẻ em. Cảm ơn chị. Em cảm ơn chị gì đấy? Thức Nguyễn Thị Minh à? V2. V11 size L chứ Nguyễn Thị Thu. V11 size XL chứ Tương Hoa. Cái này em có một 4 cái nhá. Các chị ơi, 4 cái size L cho 4 chị này. Chốt đơn cho em mã hàng này là V2. Được chưa? V2 kèm size, kèm số thoại cho em Huyền. Kèm địa chỉ nhá. 4 cái thì các chị biết là đang bị hết hàng rồi các chị nhá. 4 cái thôi. Chốt đơn cho em là V2 kèm size, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ của em đi ạ. V2. 4 cái size L. Em chỉ có size L thôi ạ. Má kèm size, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ chị nào nó khách quen rồi mà hoặc khách quen nhá. Mai Nguyễn. À nhà chị Huyền nhận rất là đẹp, ok lắm, em cảm ơn chị Hành Đào. Chốt đơn máy hàng là gì? V2. Em còn hai cái đúng không? À, còn một cái cuối cùng là V2 size L. Một cái cuối cùng nhá. Ôi, giờ này các chị không thích hoa nữa nhỉ. Máy đẹp nữa. Lúc đầu là em bán nhiều, cái máy này hết. Tranh nhau hết. Còn có hai cái cuối cùng, một 170.000đ một chiếc ạ. Còn một chiếc cuối cùng nhá. Size L thôi. Mã V2 của một chiếc size L. 170.000đ một chiếc cuối cùng. Hôm qua luôn. Cái này còn size gì? Này hết rồi sao? Size L cho chị Thảo Dương, cho chị Thực. V11 size M, hai cái chị Thực Len. V2 size L hết à? V2 size L chị Thảo Dương là hết. Hết rồi, V2 hết rồi, các chị ơi đừng chốt nữa. Rồi đây là mã cho em là V6. Rồi nhìn tiến lại gần cho chị hả? Ủa nhiều thế mà bên em hết sạch hàng rồi, có mỗi size M thôi. Trời ơi màu này. Đây là V6 cho em. Trời ơi 170.000đ em thách thức tất cả mọi người, không thể mua được nổi ở đâu. Sơ đơn cho em là V6 size M. Con này mặc khen nên nói với các chị là đẹp nhức lắc luôn nha, bao đẹp nhất lắc luôn. Chốt đơn cho em, che bắt tay cho chị yêu này. V6 màu đẹp cực kỳ luôn. M. Còn mỗi size M. Chị em size M chốt nhanh này. V6 có 170.000đ, hôm nay các chị mua giảm rẻ quá trời. Mã kèm size, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ ạ. Kèm size, kèm mã, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ các chị nhá. V6 size M thì Nguyễn Thúy. Không có size cho người 74 kg đâu ạ. Cái này hết rồi. Cái này bọn em hết sạch hàng, đã bảo rồi, mẫu này nó đẹp mê ly luôn. Còn mỗi size M mấy chiếc cuối cùng. Màu hoa đẹp mê ly luôn. Kèm mã, kèm size, kèm địa chỉ, kèm số thoại màu hoa này. V6 size M chứ Nguyễn Thị. Bên ngoài cái nền của nó đẹp lắm ý. Hoa là còn hoa nhí, mặc cực kỳ là đẹp luôn. Chốt đơn cho em mã là V6 size M, kèm mã, kèm size, kèm số thoại và kèm địa chỉ cho em Huyền. Được chưa? 53 cân size M nhé chị Thanh Hoa. Hết XL thế mới đen chứ này. Em chỉ còn M thôi. V6 size M chứ Nguyễn Thắm. Chị Kim Phụng Trần ơi, mã kèm size, kèm số thoại, kèm địa chỉ. Size M tương đương với 47 cân cho nó 54-55 cân. 47-54-55 cân nhé các chị. Chưa đơn cho em là V6 ạ. V6. Chị Kim Phụng Trần kèm số điện thoại, kèm địa chỉ cho em vậy ạ. M cho chị Đặng Khánh. Size M cho chị Thảo Trần. M cho chị Nguyễn Thắm. M cho chị Đỗ Hương. À Đỗ Hằng nhầm. Đỗ Thị Thu Hằng. Má và kèm số điện thoại em còn 3 cái. Size M cho chị Lê Đức Lộc. Đây là chỉ còn size M thôi. Em hết rồi. Em là V6. Đừng có một size khác các chị à, bởi vì không có hàng. V6 size M chứ Ngọc Linh. Size M chứ Trần Thị Hằng. Chỉ còn M. Chưa đơn cho em là V6 kèm size, kèm số điện thoại, kèm chỉ còn M, chỉ còn M các chị ơi. 51 kg mà trên size M là đẹp chị nhá. Thôi nhớ 51 kg rồi, đúng rồi. M chuẩn đẹp luôn. Chị Trang Hành kèm có số điện thoại, kèm không? Chỉ em vậy ạ. Em còn 3 cái, 4 cái. 4 cái với một cái tay chỉ cần 5 cái đúng không? 5 cái cuối cùng, size M tặng nó cho chị 170.000đ.
170.000 đồng, trời ơi, chưa, một cái váy đẹp V6 như thế này. V6 kèm size, kèm số tại, kèm địa chỉ ạ. Hàng hiệu hàng của Hamengo. V6 size M chứ Kim Phùng Trần. Size M chứ Lê Tuyết. Thế là còn 3 cái. Chị Hương Lê kèm cho em 3 hàng kèm. 3 hàng đi các chị. Hôm nay bán có 170.000 thôi. 170.000. V6 size M chứ Thanh Nhã. Size M chứ Nguyễn Hiền. Đấy, không đẹp của mẫu nào đẹp nữa trời. Màu nhẹ nhàng lên lá xinh xém cực kỳ luôn. Rất là nhẹ luôn. Đấy, đẩy cái phần ngực cho mình cực kỳ gọn eo. V6 size M chứ Hương Lê. Em chỉ còn M, còn 2 cái. 2 cái cuối cùng size M. Kèm địa chỉ nhá. V6 size M chứ Anh Linh Nguyễn. Size M chứ Triều Thu. Rồi, mã hàng tiếp nào. Đây, mã này đi Quỳnh. Cái này, sẽ có 2 chiếc. Size M, đẹp không? Ném ra. Chú thử xem xung quanh còn không nhá. Chú nào chú nào. Tố chị nào đi mua đâu được. Thật. Thách thức luôn. May cũng không được giá tiền công này. Công cũng không được giá này luôn ý các chị. Nhá. Ok chưa. Đừng nói là về vải, về ấy nữa. Này, 860.000 đồng cho cái bàn này. Các chị bảo không mua mua cái gì bây giờ. Nào chất đơn cho em á này gì. V28 à, đẹp lắm các chị. Chất vải đẹp ghê gớm luôn. Chất đơn cho là V? V28. Có sai gì? Em còn mỗi ML thôi, hết các size. Hết các size còn lại các chị nhá, còn ML V20 8. Bao gọi là đỉnh của chóp nhà. Chất đơn cho em là V28 kèm size, kèm số tại, kèm địa chỉ ạ. Mà kèm size, kèm số tại. Em chỉ còn M và L thôi ạ. Còn mỗi ML các chị ạ. 170.000 đồng một em công sở đẹp như này. V28 ạ, chứ không phải là V2 ạ. Đây là V28 các chị ạ. V8. Bác nào khách quen khách vip nhanh tay này. Rẻ không? V28 tay lở với Anna Yến. V28 nhé, V28. V28 xe mở chứ Nguyễn Vân. ML chứ Thảo Trần. V28. Tay lở cho chị Vân Bùi. Vân Bùi. Thế là vừa kích vào cái gì mất luôn một chị khác rồi. Xe mở chứ Huỳnh Ngọc Liên. Kèm mã kèm số thoại. Chu Hương Lê kèm số thoại kèm địa chỉ ạ. Tay mở chị Lê Oanh. Tay lở chị Thu Nguyễn. Tay lở chị Hà Huyến. V8. Chị bạn tiện ơi kèm số điện thoại cho em nhé. Mã kèm sai kèm số thoại cho em. Có thể chị sai mở cho chị Thu Nguyễn. Số thoại cho em vậy thì mới có đơn ạ. Chị Hồ Hương ơi sai gì mình lấy sai gì đây. Mã kèm sai kèm số thoại nhé. Chị Ngọc Linh sai lở. Tay mở chị Thư Long. Tay lở chị Lê Thị Loan. Tay nào cho chị Ngọc Linh kia. Sai lở chứ Thu Long. Hai lần rồi ông ạ. Đúng, dưới là Thu Long, dưới là Thu Long. Sai lở cho chị Tâm Nguyễn. Hết lở rồi, còn 4-5 cái M rồi. Còn 4-5 cái sai M cuối cùng thôi. Hết nhá. Sai M chứ Quyền Nguyễn. Hết rồi, còn mỗi sai M. Ngọc Trang sai M. Sai M chứ Bùi Thiệt. Chị Nguyễn Thắm sai M. Chị Nguyễn Thắm sai M. Ừ? Chị Nguyễn Thắm là V6 nhầm ạ. Chị Mai Hương chị lấy size gì đây? Má hàng nhá là gì? V28. V28 mà các chị ơi em chỉ còn 3 cái CM thôi, 4 cái. Chị Nguyễn Anh ơi em không nhớ nữa đâu. Không nhớ nữa, tí nữa. Chị chấm sang phần tin nhắn cho bên em. Bên em chốt đơn bên em gửi. V28 CM chị Nguyễn Thùy. Rẻ các chị nhá, 170.000 quá rẻ đấy. Nào em còn 2 cái cuối cùng ạ. Hai cái cuối cùng sai. À đâu có chiếc kệ hai cái nữa, thế là 4 cái cơ. Hả? Ờ một cái à? Ờ cho chị Nam Nguyễn một cái size M. Ờ nhá, thế còn một cái size L này. L cho chị Mai Hương luôn. Size M chị kem nấm. Kem nấm, còn một cái. Size M chị Lam Nguyễn. Ờ. Đây là mã V28 đẹp lắm. Một cái size M thôi. Đẹp lắm các chị ơi, rẻ này hôm nay chị giảm mấy chục nghìn. Kèm địa chỉ, kèm mã hàng, kèm số điện thoại và kèm size các chị nhé. Đây cái màu vàng cho đèn ba mùa rồi. Đây đi cua. Là còn size S gì? S, M, L hết rồi.
SML XL luôn. Chị Thu Niên Nguyễn size XL, pha size L rồi này. Chị Lê Diễm size M ok hết rồi nha. Má hàng trên miền là gì? V26 SML XL. Em có size SML XL. Mẫu này thì đẹp gọi là ghê gớm luôn. V28 size M, chị Lê Thị Diễm Hương. Hết hàng V28 rồi ạ. M6 nặng 58 cân size L, chị Vân Bùi thôi. Chị mà thuộc tích người mà thích mặc rộng thì lấy rộng, còn không thì size L đẹp ôm đẹp luôn. Chị muốn anh mã hàng kèm số điện thoại kèm địa chỉ kèm size luôn các chị nhá. Bên em không gọi điện lại đâu, khách quen không gọi điện lại, khách mới kèm địa chỉ luôn. Bọn em bán giả xả rồi các chị, xả rẻ rồi nên mà em không chốt được khi không có địa chỉ. Chốt đơn cho em mã hàng này là gì? V26 SML XL. Nhanh nhá các chị. Chốt đơn cho em là V26 ạ. Mà 170.000 đồng. Chị Lê Tuyết kèm xuống tại kèm. Hôm nay là bọn em xả, các chị ơi, xả giảm mấy chục nghìn trên một chiếc ấy. Chị Minh Tâm Lê Phan kèm xuống thoại cho em đây ạ. Chứ phải là ít đâu các chị nhá. Mà bọn em thì các chị biết là bán like, bán số lượng rồi, bao giờ cũng là rẻ nhất thị trường rồi. Mà bây giờ bọn em còn giảm cho các chị giá rẻ như này nữa. Mã kèm size, kèm số điện thoại và kèm địa chỉ. Nếu là khách quen các chị ghi cho em là khách cũ, mà ngoặc ra là khách cũ, hoặc ghi dồn cho em liền. Được chưa? Nếu các chị cho địa chỉ một lần rồi ghi dồn. Đấy, còn nếu không thì gì ạ? Mã hàng kèm size, kèm số điện thoại và kèm địa chỉ cho em liền. Chốt đơn cho em là gì? V26 SML và XL. V26 XL cho chị Phạm Phùng. V26 size L chị Vân Anh Nguyễn. L và XL chị Đỗ Thơm. Chị Ly Trần lấy size gì kìa? M chị Nguyễn Thị Hoài. XL rồi. XL rồi. Chị Hà Yến mã hàng kèm số thoại kèm địa chỉ. M chị Lê Thị Diễm Hương. Tên L chị Minh Tâm Lê Phan. Chị Lê Tuyết ơi, XL rồi. Em XL gì ạ? Chị Hồng Đỗ size màu. Size L chị Thu Liên Nguyễn. Hết rồi, em chỉ còn là SML thôi, mẫu này đẹp không? SML, em còn mẫu SML. Cái này nó mềm cực, nó mềm nhưng mà nó lại không bị mỏng như hai đều. Ba cái khúc bọc rất là xinh luôn, điểm nhấn cho cái váy đẹp. Đúng không? Mà giá có 170. Các chị mua nhà em, các chị tiết kiệm đi rất nhiều tiền luôn. Rất nhiều tiền. 170.000 đồng một chiếc thôi. Chốt đơn luôn này thì các chị đỡ mất không gọi điện, các chị để ý ngày mai, bắt đầu từ ngày mai là chị hàng sẽ đến nơi các chị ấy. Là các chị nghe điện thoại của shipper để nhận hàng là được. Nhá. Đây là V26 ạ. V26 em còn SML. V26 size S Lê Thủy. SML 170.000 đồng áp. Ngay đây nhá. Chị Phạm Hồng có chưa? Phạm Thị Hồng. Size L, chị Nguyễn Hằng có size L chưa? Ok này, chốt đơn cho em mã hàng và kèm số thật. V26 ạ. Đây là V26, em còn SML. Một bạn đẹp. Qua luôn nhá. V26 size M chị Thanh Đoàn. Chị Quyền Nguyễn giống như vậy đi và kèm số cho em. Dòng y như chị đang viết và kèm số thoại trên cùng một dòng. Nha, qua má luôn cho chị. Đó, giống chị đang mặc. Kê, đâu. Hết XL rồi chị Thu ơi. Này, tiếp tục luôn. Nhanh gọn lẹ nha các chị nha. V10. Mẫu em đang mặc đấy các chị, kiểu đó. Thích. Em bảo là chẳng nhẽ lấy 3 màu 3 cái vì cái màu này quá đẹp, nhưng mà mặc thế là hơi kỳ cục quá. Đấy, trong khi nhà này bán đồ có rất nhiều sự lựa chọn. Đấy. Đây, em đã phải lấy có 4 màu mà em đã lấy 2 màu rồi, các chị biết rồi đấy. Đẹp không? Quá đỉnh và có đỉnh, màu đẹp lắm, đỏ đen. Mặc lên cực kỳ là xinh luôn các chị. Cái này các chị có thể lựa chọn nhà cao cúc lên. Em thích chế em chút xíu. Em có HS rồi. Em có M, L, một cái XL. Cái này một cái còn 3-4 cái thôi, hết rồi. V bao nhiêu? V10. Size L cho chị Nguyễn Nguyệt. Size L cho chị Phạm Thảo, mã cũ đấy. Chốt đơn cho em là V10. Em tập trung và để ý vào cái mã các chị chốt để còn biết, để biết là mình chốt được hay không được. Không gọi điện lại. Mã hàng này cho là V10. Lụa nha các chị ơi, lụa cao cấp lắm. Không bao giờ biết nhăn là gì như này. Nhìn cái giải lụa. Đây là lụa của váy, là lụa nhập khẩu các chị nhá, không phải là lụa thường. Giống như các chị mặc bộ lụa bình thường đâu. Đấy, đây là cái chất vải để làm váy cao cấp mà nó nhất là có hàng của hãng. V10 em có size M, size L và size XL. Không có XL. Không có XL các chị ơi. Chị Khánh Lê chị lấy size gì ạ? Có mỗi ML thôi. Hết S, hết XL các chị. Không biết mình mặc size gì thì kèm cho em cân nặng với chiều cao ạ. Đúng rồi, không biết mình mặc size gì thì kèm cân nặng chiều cao.
V10 xe M chứ Nguyễn Thu Hiền. Xe L chứ Thanh Hương Nguyễn. Có 170.000. Xe M chứ Nhung Đoàn. Xe L chứ Đỗ Hà. Mặc đi làm, mặc đi chơi, mặc đâu cũng được. Em hết XL rồi ạ. Em còn xe L. AML thôi. Em còn xe M và xe L rồi ạ. ML mã hàng cho em là gì? V10. V10, chị nào nhặt mã này bảo không đẹp đập thật vào mặt em Huyền luôn, em nói thật đấy, một lời khuyên chân tình luôn. Đấy, cài cúc V10 xanh sẽ... L chứ Nguyễn Hằng. Màu xanh nó mặc hết rồi, màu đỏ này cũng thế, chỉ có mấy chiếc thôi. Mỗi một mã này là có mấy trăm cái luôn đấy các chị. Mấy trăm cái luôn nhưng bây giờ hết. 47 kg mặc xem xe M ạ. Cho đơn cho em là V10 kèm sai kèm số điện thoại. Chị Hương Nghiêm kèm sai thôi ạ. Vì mở cổng ra xe, à, mở cửa ra xe có phải con vẹt nó bị kẹp chân không? Nó V10 sai L chứ Nguyễn Hiền. Sai M chứ Nguyễn Trang. Sai M chứ Hương Nghiêm. Sai L chứ Nguyễn Nguyệt. Đâu thơm, chị đâu thơm em thì còn sai L thôi ạ. Nó có bị đường không? Má ở trong miền là gì? V10. Nhìn xem nó có kẹp chân không? Sao nó cứ rú lên thế? V10 xe M chứ Long Nha. Thế đóng cửa vào, đóng cửa vào. Xe L chứ Triều Thu. Chị đổ thơm hết L rồi. Chị lấy một cái thì ghi lại cho em là xe L. Nhanh cũng hết rồi, còn mỗi xe M, xe L thôi. Còn một... là V10 à? V10 còn mỗi M, L nhá, kèm địa chỉ nhá các chị nhá. Khách hàng nào mới kèm địa chỉ cho em Huyền vì em không gọi điện lại đâu. Nếu không là chờ là lại không thấy nhá. Bởi vì em bán rẻ rồi nên em không có đủ tiền để gọi điện thoại cho các chị nữa đâu. Ít nhất phải là 5.000 thì mới gọi được, đây có lỗ nữa chứ. Cho đơn cho em là V10. Chị Hồng Đỗ hay là nhà Huyền rẻ mà chất, em cảm ơn chị Hồng Đỗ. Hôm nay xả rồi em không thể gọi điện được nữa các chị nhá. Gọi là em chết luôn ấy. Má hàng cho mình là gì? Gọi là lỗ. V10 em còn 4-5 cái xe M và 4-5 cái xe L cuối cùng. Được chưa? Nhìn cái chất lượng như này các chị không mua này, phí không? Hôm nay xả rẻ bình thường các chị ạ. 250 cũng có gì gọi là quá đẹp chứ đừng nói là đẹp. Kể cả bọn em bán chỗ 250 phải là quá đẹp chứ không phải là đẹp nữa. V10 xe M chứ Nguyễn. Mẫu này cũng là cái mẫu em đang mặc, thế là khao hoa văn cái chị nhá. Khao hoa văn. V10 xe L chứ Nguyễn Bình. Màu này thì nó tôn cao hơn cả cái màu của em. Màu của em thì thích kiểu màu sang thôi nhưng mà nó sẽ kiểu nó xỉn ra ấy. Còn cái màu này sẽ tôn ra hơn các chị nhá. Nó sẽ lủng ra hơn vì đỏ đen mà. Số đơn trên là V10 kèm sai kèm số thoại kèm địa chỉ và duyên ạ. Còn kèm sai kèm số thoại. Chị Đinh ghi lại xe M này kèm dây. Em chỉ còn M L qua má luôn nhé. Muốn mua hai cái à hết. Chị cho chị cái má bộ cái. Má vét kìa. Má vét này em thả cho các chị nhé. Chẳng chị nào muốn mua nhanh được. Có mấy cô thôi. Kèm má, kèm sai kèm xuống đây này. Má này mà đá đồng tiền bác nào các chị được mua này. Đẹp không này các chị ơi. Chuẩn của cuộc đời luôn. Chuẩn của cuộc đời luôn các chị ạ. À? Ok chưa? Chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em á này ná. V37. V37, hôm nay em xả sập sàn cho các chị chỉ còn có 270. 9.000 đồng. 9.000 đồng. 279.000 đồng nguyên một cây vét. Một cây vét luôn. Chất vải của nó là đẹp, gọi là em không biết là tìm đến một cái sơ là bẩn xấu, gọi là thò chỉ luôn. Cực kỳ nó đẹp, mềm mịn mát nhưng mà không hề mỏng. Các chị nhá. Cho đẹp luôn, lên form lên dáng gọi là siêu phẩm luôn. Đi giày thể thao, đi dép đi đâu cũng đẹp luôn. Dép có thể thao sục cho em đỉnh của đỉnh. Đấy. Cái này là mình mặc đi làm, mình mặc đi chơi tối đi cà phê cà pháo đi gọi là tụ họp bạn bè cho em. Đỉnh. Sang trọng. Đấy. Mà nó không bị dừ, không bị già các chị thật luôn. Màu này đẹp, mẫu kiểu mẫu đẹp. Mẫu hot nhất của năm nay đấy các chị đang được săn lùng nhiều nhất luôn đấy. Cho đơn cho em hả là V37 kèm sai cùng số điện thoại. Lần đó cho em hả là CP V37. Em tặng các chị nốt 279.000 đồng nguyên một cây vét các chị nhá. Một cây vét. Được chưa? Mà giá chỉ có 279.000 đồng hàng hãng. Thì các chị hiểu là em đã bán cho các chị xả rẻ đến cái mức như thế nào rồi. Màu này màu đẹp nữa. Chốt đơn cho em mã hàng kèm số điện thoại, kèm sai, kèm địa chỉ. Thì đâu hả? Không có mình dồn kèm cho em mã hàng kèm sai, kèm số điện thoại rồi. Còn có mấy set thôi các chị ơi. Cái này bên em bán hết hàng rồi. Còn cái set cuối cùng. Chốt đơn kèm mã hàng kèm số điện thoại. V37.
Về thì Mỹ Hạnh kèm số điện thoại cho em vậy ạ. Các chị không có mã, không có sai, không chốt được. Còn áo tí thì nên được đậu rồi. Vâng. Đó, chỉ giá là cho em xin. Cái này chị nào khách ship của em cố mà lấy nhá. Có mấy, còn có mấy bộ thôi, cái này bên này, màu này bên em hết hàng rồi. V37. Màu này em còn có mấy bộ, còn size XL không nhỉ? Còn có mấy cái size XL nữa này. SML, XL. SML, XL. Hết XL luôn rồi á, các chị XL còn mấy chiếc không? Hai mã size cộ này là 279. Cái em gì nhỉ, bác sửa lại giá trên phần mềm nhá. Giảm hết. Chốt đơn cho em là V37, em có SML, XL. V37 xe M chứ ngang Nguyễn. Cái này bình thường các chị mua vết gì hết rồi mà hãng nhà thì là 450.000. Xe L chứ Đỗ Hà. 450.000 hoặc 399. Các chị mua hàng cũng phải. Xe S chứ Bảo Linh. Mà các chị có đây là được mua hàng hãng luôn. Xe M chứ Bạch Hà. XL chứ Phạm Thị Tâm. Chị Huệ Ngô chị lấy xe gì ạ? V7 xe M. Qua rồi chị Lâm Vũ ơi, lúc nào lúc nãy rồi. Nhiều lắm chị thì nó xem lại like đi. Xe M chứ Thu Hà. XL chứ Vũ Hoài. Tất cả bên em đều đang giảm giá rất là sâu luôn. Xe S thì Nguyễn Thu. Giảm sâu quá mà. Mà anh em không tin rồi phải xuống hỏi lại là cái gì. V10 xe L chứ Lê Thị Mỹ Hạnh. Anh không tin rồi xuống xảy ra. Đây là V37 ạ. Đây còn đổi lại phần mềm, các chị đổi lại giá cho phần mềm. Không là các chị không tốt được. Thế đơn cho em ăn là V37 kèm sai. Đấy là V gì? V37. V37 xe S thì Hoàng Gia Hân. V37 size S thì Huệ Lê, size L thì Ngọc Bích Trần, size S thì Huy Hoàng. Hết S rồi đấy hả? Hết cả S luôn rồi. Mã này em đã bảo rồi, chị nào mà chậm tay các chị có lâu mới mua được. Này cái này cài vào các chị kể cả không cần mặc áo bra cũng ok luôn các chị nhá. Được chưa? Còn nếu các chị vanh các chị mặc bên trong cái áo bra cho em cho đẹp. V37 size L thì Huệ Lê. Còn là cái áo nào mà áo 2 dây, kiểu áo 2 dây. Size L thì Huệ Vũ. Được chưa? Bao đẹp nhá, chất mát xịn luôn. Hết cả size S rồi đấy nhá. Em chỉ còn size cho các chị là SM, L, XL. Còn hai cái size L, một cái size S. Còn mấy cái size M và mấy size L cuối cùng nữa. Size M thì Hoa Cát. Còn 200 279.000 đồng một bộ. 279.000 đồng một bộ. Đấy. 279.000 đồng mã cho em là gì? V37. Hết rồi đấy các chị ơi. Xui chi lê. Mã hàng kèm size, kèm số điện thoại, kèm 279.000 hôm nay em xả sập sàn cho các chị kèm địa chỉ luôn các chị nhá, không có điện lại. Đấy, 279 cho chị một nốt màu xanh, màu xanh. Vậy em sẽ không gọi điện lại xác nhận lại đâu ạ. Mình chắc chắn mình lấy mã nào thì mình comment được. Mã nào comment mã đấy cho em nhá. Đây còn có màu này nữa. Chung mà. Tất tần tật các kiểu luôn như nhau. Trộn rồi đấy. Không chọn đâu nhá em nhá. Sao chưa chỉ đã đổ đơn rồi? Đổ đâu? Đổ rồi. Đổ rồi thì à, sao buồn cười thế nhỉ? Đổ rồi mà. Đổ này nếu mà ai kiểu như khách đầu có mình thì mất comment ở đằng sau rồi luôn. Thôi nhưng mà không một chốt chốt thì là tí lẻ đấy. Đang chốt đơn giày, đơn giày nhiều mà. Chốt đơn cho em là V37, à, đây là V32 ạ. À. V32. SML. Em có size S, size M và size L nhá. Được chưa? S, M và L. Chốt đơn cho em mã hàng là gì? V32. Ôi trời ơi, tôi vừa nhận về tay hơn 300k giờ lại sale. Em hết size rồi, hết size rồi. Nếu mà giờ chị lấy size L thì đố hôm nay chị lấy được nữa. Hết rồi, em chỉ còn mấy V3, V37, size M, chị Ali, Thùy Linh. Chị đã khóc dòng gì cả. Hôm nay sẽ không gọi điện đâu các chị nhá. Em treo rồi là không đủ tiền gọi điện nữa luôn. Chị thường mê kèm size chứ em ạ. Đây là V gì nhỉ? V32. SML thôi ạ. Nào ra chị nào ngâm ngâm lấy cho em màu này đi. Màu này đẹp lắm này. Mà sang còn mấy bộ cuối cùng đấy các chị. Hết sạch rồi. Hết sạch rồi nhá. Chốt đơn cho em là V32. Em có size S, size M và size L.
Mỗi cái em chỉ còn vài ba bộ thôi. Chốt đơn lại nhanh. Vậy mà 2 size S thì Hoàng Gia Hân. Chị đang kêu dòng cái kìa. Các chị đang kêu bên này, các chị này. Cái này là tiền nhá. Đấy, đẹp lắm. Hàng nhà em liền gọi là đỉnh của đỉnh. 37 size L chứ Trần Vân Giang. Chốt đơn cho em hai là gì? V32 em mới qua luôn này, cho mày cái mã váy. 279 đồng một chiếc một bộ ạ. À. V32 size L chứ Vân Anh Nguyễn. Cho chị mã này cho đẹp. Cho chị mã này nhá. Nghe. V32 size M chứ Nguyễn Phượng. Giảm giá căng vậy. Em còn chưa nhận mà hôm nay. Em còn chưa nhận được hàng mà hôm nay đã giảm rồi thôi. Hôm nay mình mua thêm. Hết rồi chị. Cũng hết. Ngày nay mai em còn lên hàng khác có chị. V32 size S thì hoa cát. Đây là V gì? V16. V32 em chốt nốt đi V mà. Chị Thư Minh kẹp V32 mặc mát không, hàng hè không mát thì có mà các chị trả lại hết. Mở hàng ra kiểm tra hàng chị ơi, không trả lại em. V32 size L chị Loan Vùi. Má hàng kẻ số thoại cho em. Em bán bao nhiêu các chị đang nhận được hàng rồi kìa. Vừa mới nhận về tay xong hôm nay sản kìa. Chị đang kêu khóc dòng kìa. Thế thì chị phải hỏi chị là chị nhận được hàng rồi có đẹp không? Thế mới đúng. V32 size L chị Trần Vân Giang. Xinh không? Màu này thì da chị nào ngâm ơi là ngâm thì cũng vẫn là mặc còn là bảy tôn da lắm. Màu đẹp cực. Màu đẹp dã man. Cực kỳ là xinh, không phải là màu vàng thường thường đâu các chị nhá. Màu vàng đẹp lắm ý. Thế này. Chất gọi là mát lịn luôn chứ không đừng nói. À của hãng mà bọn em làm là cái gì nhá. Chốt đơn cho em là V16 à. Còn mấy chiếc cuối cùng. Các chị hãy nghe lời em thì lấy mã này. V32 xe S thì giọt xương. Mọi dịch cho các chị đều đẹp. V32 xe mở chứ xem lớn. Thưa cho em mã là V16 ạ. V16 em tặng nốt cho các chị 170 được. 170 rồi đấy. Trên này nãy giờ em xả nó căng quá. Quên cả giá luôn rồi các chị. 170 mã à, kèm size, kèm số điện thoại và kèm địa chỉ nhá. Kèm size, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ trên cùng một dòng rồi riêng vậy ạ. Mã à, kèm size, kèm số điện thoại và kèm địa chỉ. V16 xe L chứ gì đó. V16 nha, em xả cho chị mấy cái áo nắng nữa. Các chị chốt mã nào là gì? Chốt chắc chắn nha các chị nha, bởi vì em không có điện đâu. Không có điện nha. Mã hàng cho em là gì? V16 L chứ Nga Nguyễn Thị. Mà lỡ chứ? M chứ Thúy Nguyễn. Một quá đẹp. 170.000 đồng rẻ hơn là rẻ. Chốt đơn cho em là V16 ạ. V16 XL chứ hàng Phạm. Ba xịn cuộc đời luôn. 170.000 đồng. 170.000 đồng mà có hẳn một cái váy đẹp như thế này. V32 xe M chứ Thanh Lưu Thị. V16 XL chứ Linh Thủy. Xe M chứ Lê Oanh. Chị Phạm Hùng kèm số điện thoại kèm địa chỉ cho em đây ạ. ML XL chứ Thảo Trần. V6 xe L chứ Kim Kiều. V16 xe L chứ Nguyễn Thị Kim Kiều. V16 cho em nhá. V32 xe L chứ Triều Thu. V16 em tặng nốt cho các chị 170.000 đồng. V16 XL chứ Loan Theo Bích. Bao đẹp nhá, chị nhìn vào sau. Hàng đẹp lắm ý các chị. Hàng đẹp cực kỳ luôn, chốt đơn mã và kèm số thoại trên mềm. V16 ạ. V16. V16 size L chứ Đỗ Hằng. Đúng rồi, nó là hơi cốm cốm đấy chị. Chị Huỳnh Ngọc Liên kèm số thoại cho em. Đúng rồi, chị Giang. Mã hàng kèm số thoại. Đây là V. V16. V37 xe M chứ Hải Anh Lê. V16 size L chứ Phạm Hùng. Mã hàng kèm size và kèm chỗ điện thoại. Kèm địa chỉ luôn. V16 xe M chứ Thanh Hoàng. Không ai đâu. Không, hoa lá đấy, lá. Nào, tập trung tinh thần quay sang cái mã này cho em Huyền đi. Các chị hôm nay cứ làm 4 cái váy này cho em Huyền mặc cả tuần. V16 xe M chứ Nguyễn Phượng. Em không có size S ạ, xe M chứ Huỳnh Ngọc Liên. S hết là rồi, bọn em bây giờ bọn em sẽ hạn chế lấy size S nhất có thể. Lấy vừa đủ thôi các chị, chứ không lấy nhiều nữa. Vì nhiều về là đến lúc mà bọn em tồn mà em xả khổ lắm các chị. V16 XL chứ Kim Đoàn. Đây là cái gì? Đây là V18. V18 hả? V18. Đây có cả hai. Bản thân em Huyền đã phải dinh một bạn này về để mặc. Phải nói là nó đẹp đến cái khủng mà không bị trễ các chị nhá, mặc vừa vải đẹp lắm, nói chung là xịn xò luôn. Vì cái họa tiết này quá đẹp luôn.
Nào. Em còn hai cái size M. Hai cái size L. XL và 2X đúng không? M, L, XL, 2X cho em liền. Tặng nốt cho chị 170.000 đồng. 32 là 279.000 đồng một bộ ạ. 170.000 đồng kèm á, kèm số tài kèm đi. Ôi dồi ôi, má này. Chờ nhé đi vào mặc thử cho các chị xem. V16XL chứ Phạm Thị Sâm. Cả 170. Cái này em nhập thôi đó 185 rồi đấy các chị. Mẫu mới nhất của hãng đấy. V18XL chứ Linh Thùy. V18 ạ, à, em có size gì? MLXL, 2XL. V18, 2XL, 2XL. Hết hết nha, hết hết. Chị Thúy Lan kèm số điện thoại cho em ạ. Size L chứ khuê sao. Quần 21 em bán vừa đủ thôi, không dám làm nhiều. Bây giờ sợ lắm, sợ hết lắm. V16 size L chứ Thư Minh. V18 size L chứ Hoa Mai Vàng. Chị nào mà thích màu xanh cảnh thì các chị lấy. Hết L rồi. Hết rồi đấy các chị, em còn mấy chiếc thôi, màu đẹp không? Em còn MXL hay này các chị này, chịu khó em lấy mở chứ Bạch Hà. Nhanh, thật nhanh cho em. 2XL chứ Hà Phạm. Em còn MLX, hai M hết rồi. L hết rồi. L hết rồi ạ. Còn MXL hay. Em còn MXL và 2X. 170. Chị Thanh Hoàng kèm số điện thoại cho em ạ, không có mần dồn ạ. À. Không có mần dồn nha má, à. Kèm sai kèm số thoại bên em tự khắc dồn cho mình mà không lo đâu. Đấy. Nhưng mà dồn cũng được, nhưng mà các chị vẫn phải kèm số điện thoại bên em khắc dồn cho mình. Chị Nguyễn Thu kèm số điện thoại ạ. À? MLXL 2X cho chị Thảo Trần. Chị Thiệp Lê size L. Hết L. À hết L. V16 size M chứ Lê Tuyết. V18 hết size L rồi ạ. Chị Diệp Nhân size XL size 18. XL chứ Võ Thị Sáu. Chị Thu Tăng size 2X. 2X cho chị An Nguyễn. 2X cho Nguyễn Dung. Mẫu này đẹp này, hình của hoa nó đẹp như này mà các chị. Sang, độc, lạ, đẹp, xịn luôn. V18 xe mở chứ Thanh Hoàng. Đúng rồi, lụa, van lụa các chị. Không phải van đâu, nó gần như là cái kiểu như là lụa gì đấy các chị. Không phải van, van thì nó sẽ cát. V18 giống gần như là tơ lụa ấy. Vậy. Em chỉ còn XL và 2XL thôi. Em chỉ còn XL và 2XL. À, còn một cái size M nữa cho chị Nhung Đoàn. Thế là em chỉ còn XL và 2X thôi. XL và 2X thôi hết rồi các chị ơi, từ mai mua sao được ta. Mai trả em 350 cũng không có luôn. 350 bạn này cũng không có luôn. Em đang mặc à, em đang cầm tay là V18. Còn mỗi XL và 2X thôi nhá. Chị Duy Đỗ size XL. Mẫu đẹp. Quá đẹp. Size XL chị Loan Theo Bích. Hết rồi, hết mờ rồi. À đâu, mờ còn một cái cho chị Oanh Oanh. À thế à, hết rồi. Thế là chị còn là gì nhỉ? Em còn XL và 2X thôi, XL và 2X. Chị đưa cho em mã V18, XL và 2X chưa? XL và 2X, qua mã luôn đấy, cái mã đấy cho chị đi. V18 XL chứ Thủy VT, XL chứ Nguyễn Bình, XL chứ Nguyễn Thị Lựu. Hay ra chị mã này, còn mấy mờ kìa. Mà này em hết à? Còn mỗi size mờ. Hả? Nước mẹ để ở đâu? Con nhìn thấy còn phải đấy đâu. Đây. Để cứ tầm khoảng 48, 49 cân trở lên như em là mặc được size mờ. Dưới là sẽ hơi rộng các chị. Hơi rộng chút xíu. Đây này, mẫu này đẹp nhưng mà còn mấy mờ. Em mặc thử cho các chị một cái mã trễ nhá. Cho các chị biết là mặc cái như nào. Không đến lúc này bảo là Huyền mặc thế này ai nhỉ? Huyền bán kiểu thế này thế kia hay là do trễ vai quá hay là xấu quá mà không bán được các chị nhá. Đấy, cái này em chỉ còn mỗi size mờ, tồn mỗi mờ thôi. Để cho hết S, hết XL và hết 2X rồi. Hết S, hết L, hết XL và hết 2X. Cái này em chỉ còn size mờ. Xuất đơn cho em á, này là V13 còn size mờ, em mặc thử cho các chị xem. Cái gì nữa? Chưa đơn cho em mã là V13 ạ. Em chỉ còn xe M thôi ạ. Mã kèm size, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ cho em thôi ạ. 170.000 đồng một chiếc ạ. Chưa đơn cho em mã là V13 ạ. Em chỉ còn mỗi size M thôi ạ. Chị Hằng Đỗ kèm số điện thoại cho em thôi ạ.
mã hàng kèm size, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ với em vậy ạ. Em là 49 cân rồi các chị nhá. Nên là những chị nào mà gì nhỉ? Tầm 47, 48, 49 cân trở lên là mặc được đây. Em mặc nó rộng như này nên là các chị đến 54, 55 cân nhá. Ok chưa? Đấy, cái này chỉ còn size M thôi. Đấy, tình yêu nào lấy thì chốt đơn cho em á. Này là gì? Vây 13. Vây 13. Không còn mẫu đâu, cho chị. Vây 13 size M thiên lan thảo. Có 170. Có xin cụ được đấy. Đẹp lắm, màu nhẹ nhàng. Mặc đi biển đi chơi các chị. Chốt đơn cho em là vây 13 chỉ còn size M thôi ạ. Duy nhất mà cho các chị nhìn cái hoa của nó nhá. 170.000. Mê ma chưa? Đẹp tuyệt vời. Đấy, em chỉ có size M tầm khoảng 5 6 cái cuối cùng. 5 6 chiếc cuối cùng mã cho em Huyền là V13. Bao đỉnh luôn. Có mỗi màu thôi. V13 size M chứ hàng đỗ. V32 là như thế nào em tí lên lên lại cho chị sau nhá. Chờ em Huyền tí sau. Rồi chốt đơn cho em á là gì? V13 size M chứ Trần Thanh Cảnh. Đây là V13, mẫu đẹp lắm các chị. Chị làm một tờ tới đi biển các thứ các chị mặc. Nhất là các chị nào giáo viên ấy. Và là các chị công chức nhà nước các chị ngại mặc những cái kiểu như là hở hang quá thì các chị lấy cái này tối đến đi biển, đi dạo biển hoặc đi chơi hoặc là ra đi tàu đi bè các kiểu kiểu thế. Các chị mặc cái mẫu này cho em đẹp nó bay lắm. Nó chốt đâu cho em là gì? V13. Mỗi cái rẻ hơn 19 ngàn. Thôi hôm nay rẻ thì em đã không gọi điện chốt đơn. Chốt đơn cho em. V13 xe mở chứ chuyên phục trận. Còn mấy cái đấy? 4 cái à? Em còn 5 cái. 5 cái cuối cùng V13. Tình yêu nào lấy chốt đơn cho em á là V13 và kèm số cho. Được chưa V13? Mỗi màu này nhẹ nhàng. Hở cũng nhẹ nhàng các chị. Nó không bị hở thái quá các chị nhá. Nhiều nhà nó trễ này. Đấy, nó rơi cả xuống ấy các chị. Xấu. Cái này kiểu mà hàng của hãng nó mặc rất là đẹp. Chốt đơn cho em mã là gì? V13 qua mã luôn. Chuẩn bị cho em mã này nhá. 54 cân, chị cao bao nhiêu á? Chị Hạnh ơi. Chốt đơn cho em mã này là gì? V17. Đẹp không? Ngọt như mấy lù luôn. Chốt đơn cho em á này là gì? V17 và kèm số điện thoại cho người trên cùng một dòng. Em có size M và size L à? Có size M và size L thôi, cái này hết rồi. Size M là V17 và kèm size, kèm số điện thoại à? Em có size M và size L thôi nhá. Đẹp không? Hết rồi chị ơi, còn mấy chiếc thôi. V17 chuồn M và L thế ạ. Đẹp chẳng chẽ luôn các chị, đẹp thật sự luôn. Chị Vương Quế kèm số điện thoại cho em. Bác nào lấy con này là hời lắm đấy nhá. Bởi vì là những cái dòng kẻ mà dòng chất vải kẻ đắt tiền như này ý, là thường ý, các chị mua cứ phải tầm khoảng 600-700 nghìn đồng một chiếc. Đấy. Ngay cả hãng người ta bán cũng thế. Đây này, 700 nghìn cái. Được chưa? Nếu các chị mua bình thường nó phải 700 nghìn. Mà bây giờ các chị mua 170.000 đồng. 170.000 đồng các chị quá rẻ luôn thật đấy. Mặc sang, mặc đẹp, mặc xịn sò. Mà cái chân các chị nhìn cái chân váy. V17 size M chứ Trần Phượng. Ông giúp nhanh cho em á này nhá. Không là hết luôn này. Size L chứ alo hoa dại. 170.000 đồng các chị chạy đi đâu mua được. Chốt đơn cho em á là gì? V17. V17 cho em Huyền. Size M chứ Phương Mai Phan. Mỗi mặc chỉ còn mỗi size M thôi chị hết. Size M chứ Bình An. Size L chứ Thơm Đặng. Chốt đơn cho em là V17, kèm size, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ vào. Với em sẽ không gọi điện lại đâu ạ. Không gọi điện lại các chị nhé, V17. Mã kèm size đấy các chị nhìn cái chân là đẹp không? Đấy, nó có vải xè bình thường các chị nhé, mà có vải kiểu tập linh. Nên cái kiểu này các chị mặc lên form nó rất là đẹp. Mà cái cổ của nó này, cái viền cổ, à cái gì à, cái cổ đẹp không? Số điện thoại ạ. Chốt đơn cho em là gì? V17 chỉ còn ML thôi. Em chỉ còn ML thôi. Xe M chứ Vườn Hoa Tử Du.
có mấy chiếc? Xe mở chứ Trần Khánh. Xe mở chứ Lan Lê. Len Lê 170.000. Xe lở chứ Hồ Hương. Xe lở chứ Lan Hương. Xe lở chứ Lan Nguyễn. Còn một cái xe lở cuối cùng. Giá như thế này nên là phải tranh thủ xem chốt tận tới giờ đi này. Đúng rồi. Mà em đang mặc 65 cân hết hàng rồi. Em chỉ còn dưới 55 cân thôi. Rồi đây là mã hàng cho em về lá. V17 còn một size L cuối cùng nhá. Size L thì Vũ Hồ Hương. Còn một cái size L và còn mấy cái size M cuối cùng. Xếp đơn cho em mã hàng lá. Size L thì Phương Phan. Hết L luôn. Em còn mỗi size M thôi ạ. Em còn mỗi size M, chúc mừng chị nào size M nhá. Hết rồi, em chỉ còn size M thôi, qua luôn. Mã là xong rồi, sau em đi. Không phải, không phải. Cái mã kia là gì đấy? Hả Tâm? Thế thì gì nhỉ? Cho chị cái mã là sau đấy. Nâu 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 đấy. Máu màu sao sao đấy. Ờ, cho mã này đi cho. Hết rồi đúng không? Chỉ có như này thôi đúng không? Màu đẹp này. Chuẩn có chất lượng luôn. Em còn MLXL. Ba cuộc đời này luôn nhá. Màu đẹp lắm. 17 xe mở chứ Hương Nghiêm. Xe mở chứ Cầm Trướng. Màu đẹp không? Đi tới ít các chị. Rồi, chuẩn bị cho em hàng này là V27. Bác nào chậm tay bác hết nha, 170.000 đồng. Các bác bảo họ đi đâu mua được này. Nhìn đẹp không? Đấy. Chốt đơn thật nhanh cho em Huyền mã hàng này là V27. Em còn size M, size L và size XL. Đẹp lắm. Mẫu này em cho em mặc mẫu lên là bán bao nhiêu rồi. Hết sạch luôn. Chị để lại số điện thoại đi. Chị muốn kiểm tra hay là làm gì để bên em sẽ gọi cho người gọi điện lại cho chị. Xe nhà Huyền là tốn tiền quá. Em cảm ơn chị Oanh Oanh. Đã sale rồi thì không sợ tốn tiền đúng không chị? Đã sale rồi thì bản thân bọn em cũng không đi nhập lại giá đấy đâu các chị. Thật đấy. V27 à? V27 MLXL. Em còn MLXL hết hết các chị nhá. Hết 2X luôn. MLXL. Chốt đơn xe mã là V27 ạ. Kèm size, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ cho em ạ. Size, số điện thoại và địa chỉ. Chị Ngọ Nguyễn kèm số điện thoại, kèm địa chỉ ạ. Kèm địa chỉ các chị nhá. Em không gọi điện lại là các chị ơi, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ. Bây em không gọi điện đâu. Chị An Trần kèm số điện thoại, kèm size cho em ạ. V27 xe XL chị Phạm Thúy Phương. Xe M chị Nguyễn Thu. Xe XL chị Ngọ Nguyễn. Xe M chị Bình An. Chị Phạm Hùng ơi, ghi như vậy và kèm số điện thoại cho em nhá. Ghi đúng như thế và kèm số điện thoại cho em. V27 xe L chị Phạm Hùng. Mã hàng kèm size, kèm số và kèm địa chỉ ạ. Size L chị Trang Huyền. Size L chị Thu Hương. XL chị An Trần. Size L chị Phương Phan. Giảm có 170.000 thôi. Size L chị Hồ Hương. XL cho chị Ngân Chu. Hồ Hương với Vũ Hồ Hương. XL Hoa. Chị Phạm Hoa. Chị Ti Tạ. Chị Tin Tạ chị lấy size gì ạ? Má và kèm số thoại cho em các chị ơi, 170.000 đồng thôi. Khiếp, mua váy như này thao hồ các chị mặc đi làm thay đổi. Kèm sai, kèm số thoại, kèm chị nhá. Tội gì cứ quanh năm ngày tháng mặc một cái làm gì. Bán rẻ như này các chị chịu khó mua. Được chưa, về thay đổi cho em. Đấy, quá là đẹp. Mà những cái dạng váy của hãng ấy lên eo nó rất là gọn eo. Chị Lông Quyên kèm tôn sai, giá của chị em mình rất là nhiều luôn ấy. Chốt đơn kèm má và kèm số thoại cho em Huyền lá. V27. Em còn sai cho các chị là MLXL. V27 sai L đi Tin Tạ. Xe mở chứ Cẩm Hiếu Nguyễn. MLXL các chị ạ. MLXL kèm sai, kèm số tại, kèm địa chỉ trên cùng một dòng của em vậy. MLXL các chị nhá. MLXL mã hàng cho em Huyền lá. V27. Ok chị Phạm Hùng. MLXL. Chốt đơn cho em mã hàng và kèm số thoại cho em.
Thế đúng mã nhá. Sai mã là không chốt đơn được. Bỏ qua mã luôn này. Rồi sau em đấy. Rồi còn đúng mấy chiếc này là hết sạch, xanh xanh. Chuẩn bị tinh thần nhá má này. V27 cho chị Nam Nguyễn khách cũ ok. Chị cấm chướng kèm số điện thoại ạ. V27 xe M chứ Long Quyên. Xe L chứ Liên Phạm. Mọi người chịu khó mua mấy cái thật ấy. Thế có lúc nào rẻ này các chị biết không? Câu sở thì đâu có phải một mình em bán. Đúng không? Nhưng mà giá như nhà em thì chỉ có một mình em. Thật. Nhà em bán hàng lúc nào cũng thế. Luôn luôn để cho các chị thoải mái gọi là gì. Lựa chọn mọi nơi nhưng mà đúng là hàng nhà em hiện lúc bao giờ cũng rẻ thất. V27 bình thường bán nó rẻ rồi, lúc xả là càng rẻ nữa. Hết sai gì? Hết sai L rồi, còn mỗi M và XL. Em còn mỗi mấy cái xe M, mấy cái xe XL, mã hàng gì ấy, V27. Rồi sang cho em mã này. Mã này thì còn cực ít bởi vì cái màu này các chị lựa chọn nhiều do nó tôn ra. Đấy, và kiểu dáng cái cổ của nó rất là đẹp. Cổ nó khác với cổ bình thường các chị hay mua nhá. Cổ bình thường nó chỉ là tip bình thường thôi. Nhưng các chị nhìn cái cổ này này, nó lượn kiểu dáng. Đấy. Và cái bạn này có giá tận như là 700.000 đồng, 680.000 đồng để mình mua được. Và các chị nhìn rồi, ngay cả từ bên trong nó đẹp, nó phải đẹp từ bên trong luôn. Ok chưa các chị? Hết đơn cho em mã này là V1. Em còn size M, size L, size XL. Mã là V1 à? V1. Ơ sao chị ổn xanh ổn bùn, comment nó lại không lên nhỉ? Cho đơn cho em hóa là V1. Không hiểu sao phần mềm bên em nó không lấy được đơn của chị Hồ Xanh Hồ Bùi á. V27 hết size L rồi chứ còn ở trên này em nhìn thấy nhưng ở dưới này nó không hiện lên. Rồi chốt đơn cho em hóa là gì? V1. Chiều Hương kèm số điện thoại chưa? Chị thử comment lại cho em nhé. Chị Hồ Xanh Hồ Bùi nhé. Bởi vì em thấy má của chị nó cứ nhảy trên này thôi chứ nó không nhảy vào trong phần mềm của bên em. Thì bảo em chốt đơn nó phải có phần mềm. Và đặc biệt là các chị ơi kèm địa chỉ, kèm số điện thoại, kèm mã hàng luôn nhá. Em không gọi điện sát điện thoại đâu. V1 em có M, L, XL thôi ạ. V1 size L chứ Trang Trần. Ok chị Nguyễn Hương. XL chứ Phạm Thúy Phương. À XL V27 chứ Phạm Thúy Phương. Màu đẹp nhỉ. Nhìn cái cúc này. Màu này nhà em là lúc đầu nhiều lắm các chị nhá. Đẹp không? V1 M, L, XL chứ Thảo Trần. V1 size M chứ Cẩm Trướng. Còn ít, cái nào còn ít? XL chứ Hồng Nguyễn. Size M chứ Cẩm Hiếu Nguyễn. Em thấy chị Hoa Phạm ạ. Size L chứ Hồ Hương. Size M chứ Yến Nguyễn. Size L chứ Quỳnh Lê. V27 với size L rồi ạ. Chỉ còn M và XL rồi ạ. Mã này sẽ là V1 ạ. V1. Ok chị ổ xanh bùi tí em chốt cho chị. Đồng Hương. V1 size L chứ lỗ Kim Dương. Lỗ Kim Dương. V1 M chứ Phương Mai Phan. Mẫu này đẹp. Size L chứ Nguyễn Trang. 170.000 đồng một 170.000 thôi các chị ơi, 170.000. Kèm size, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ ạ. Kèm địa chỉ luôn nhá chị nhá, kèm địa chỉ luôn thôi em Huyền. Size L chứ Lương Mỹ. Em trả giá rẻ như này để không phải chốt đơn nữa các chị ơi. Trả luôn lỗ mà. Không đủ tiền công để gọi điện nữa đâu các chị. Ơ thế à? Có thằng nào từ nãy giờ gây pin này. Bác cái trưởng. Ở cái dây nó cứ thầm lòng như đúng rồi. Chút đơn cho em mã này là gì? V1 chút đơn mã V1 kèm size, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ ạ. Xe mở chứ Oanh Oanh. Xe mở chứ Thủy Tiên Đoàn. Xe lở. Cái hàng của hãng đẹp lắm các chị. Nói chung là lên form còn là đỉnh. Các chị nhìn cái chân của nó. Chị Ngọc Sen kêu comment lại xem là V1. Nhìn cho em cái phần eo và chân này. Mê chưa? V1. Máy xịn nó phải như thế này các chị ạ. Mà bây giờ sao có 170.000 đồng thôi, giá 680. Xe mở chứ Trần Vượng. Trời ơi. Rồi lại ngứa cả người đi nhá. Con giá còn ngứa. Má cho mình là V1. Váy em mặc hết rồi, chỉ còn màu khác thôi. Con ơi. Dạ. Không được nữa. V1. Em chị còn mượn lại cho em là V1 không phải V1. Đây là V1 các chị ơi, 170.000 đồng giá xả, không gọi điện lại các chị nhá. Được chưa? Lên đơn cho em mã và kèm số điện thoại cho mình là gì? V1 kèm size, kèm số điện thoại và kèm địa chỉ cho em Huyền để em chốt đơn cho mình. Qua mã luôn.
Còn MLX là hết 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 2X rồi các chị. V1 xe L chứ Hà Sách. Xe M chứ Thanh Huyền Vũ. Chưa đâu mã hàng kèm size kèm số điện thoại kèm địa chỉ trên cùng một dòng riêng kìa. À, cái mã này là cái này. Ở dưới này là có mã gì không? Giống giống cái này nhưng mà hoa. À, lơ. Đấy đi, đẩy mã đi ra đi, còn mấy cái sao nữa. Đây là dành cho da thì nóng năm nhá. Mấy chiếc có mấy cái ở trên. Bác nào chụp được nhanh. Mẫu này nhà em gọi là siêu siêu siêu, gọi là tốn cơm đốn gạo này các chị này. Đến đâu hết lấy luôn. Mà em miền mặc là cái gì nhở em nhỉ? V13 em có 3 cái xe mờ. À cái này nó nẻ này. Chưa, cho cái này đi hết. Đây còn mấy cái này? V3, V13. V13 em còn 1, 2, 3, 4, 5 cái size M này. Còn 5 cái size M đấy. V13 em còn 5 cái size M. Chị nào lấy chốt đơn xem là V13 kèm M và kèm số thôi. Còn mấy 5 cái? 5 cái duy nhất size M nhá, 170.000 đồng. 170 các chị. V1 size L chứ Tranh Vi. V1 size M chứ Cẩm Hiếu Phạm. Chỉ còn size M thôi. V13 chỉ còn size M thôi ạ. Thôi đúng rồi, 70 cân là không vừa rồi chị ạ. V13 đấy, còn có mấy cái nhỉ? 5 cái size M. Chị yêu nào lấy chút nhanh. Và chị Minh Tâm 2 cái. Chị Hoa Ngọc Lan 1 cái. Là 3 cái rồi đúng không? Còn 2 chiếc nữa thôi. Lên bộ đi. Bộ chị thích bộ kiểu gì? Đây cho chị lúc màu đen còn mấy cái nữa. V13 cho chị Nguyễn Hiền, địa chỉ cũ ok này. Size M nhé chị ạ. Size M đi. Con muốn thêm thêm là V13 chị lấy size M, địa chỉ cũ kèm số thoại cho em. Cũng mỗi M. Bao là V? V23 em còn mỗi size M. Em ơi, cái này là bọn em xả các chị, hàng hãng mà các chị. Hàng hãng nha. Không có lại bảo là gì nhỉ? Nó bán hàng xưởng, nó bán hàng vớ vẩn. Đấy. 52 cân size M cho em. Chị Thượng Dương rồi. Số đơn cho em là V23. À sẽ mềm hết lâu rồi. Em chỉ còn mỗi size M thôi ạ. Rồi đây là V. V23. Em còn mỗi size M. Bác nào thích màu sai chảnh lên. Mã hàng kèm size, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ cho em ạ. Đây, kẻ nhỏ li ti thôi, có mỗi size M 5 cái. 5 cái cuối cùng. 170.000. Chốt đơn cho em mã hàng là gì? V23. Quỳnh ơi. Quỳnh đứng đây. Vứt cái mã kia ra. Trên kia còn mấy cái. Đấy, trên nóc đấy. Nó là hoa đấy. Đúng không? V13 là gì nhỉ? V23. V23 hai thở cho chị Minh Tâm. Cho chị Minh Tâm hai cả. À, cái này là 170.000 các chị nhá, 170.000 thôi nhưng bọn em sẽ không gọi điện lại đâu. Rất là rẻ bởi vì là do bọn em xả lỗ rồi nên bọn em sẽ không gọi điện nữa. Chiều kèm số điện thoại cho em về ạ. Cúc giả, cúc thật, cúc giả. Cúc giả nhé. Cúc chạy thôi. Nhưng mà này hả? Cúc giả như cái gì à? Thắt khuy thật luôn. V23 xe mở với Kim Thanh. Còn mấy cái? Ba cái. Ba cái cuối cùng, chốt đơn cho em mã hàng là gì? V23. Đẹp lắm các chị. Mã hàng kèm size, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ ạ. V23. Lấy mẫu em đang mặc chỉ có size M thôi. Hết. V23 size M chứ Nga Nguyễn. Không có size S ạ, hết size S rồi. Chị Bùi Thị Thiệt V23. V23 size M chứ Bùi Thị Thiệt. Chị Nga Nguyễn một cái size M.
rồi đúng không? Thế là hết chưa? Còn còn hai cái cuối cùng, hai chiếc nhá, hai chiếc các chị ở kèm địa chỉ luôn cho em liền mất. Ve ba sai mỏ với Phạm Hồng Cẩm. Hết sai rồi, chị Nguyễn Thu ơi, còn sai bên em đã tốt quá. Cái nào có hết sai này hoặc hết sai kia chị Nguyễn Thu không còn sai đâu. V32XL. Còn mấy cái. Váy nhà em mà gọi là đẹp dã man luôn. Chị Nguyễn Hiền V. À, đấy là V23 đó chị Nguyễn Hiền ơi, không phải V13. V13 là em đang mặc đấy nhá. Ok rồi này. Này. Úi dồi ôi, đẹp không? Hả trời, rất này. Mấy cái? Ba cái á? Em còn đúng ba chiếc cho ba chiếc. Sao gì đấy? Tay mở V20 à? Đúng. V20 3 chiếc size M 170.000 đồng nốt cho mọi người luôn. 170.000 đồng. Chị nào lấy chốt đơn cho em á hả ná? V20 ạ. V20 mã hàng kèm size kèm số điện thoại trên cùng một dòng tên là V20 ạ. V20 nha các chị. V23 size M chứ Nguyễn Thị Hoài. 3 cái size M cho 3 chị. Thế con này mình ít thôi. V20 chị nhận rồi, đẹp. Em cảm ơn chị Thức Trần. Cái này chị phải báo với chị nhé. V20 em chỉ còn size M thôi ạ. Chị Minh Tâm kèm số điện thoại kèm size với em ạ. V20 size M chứ Khánh Vân. Chị Trình Hiền kèm má là kèm size kèm số thôi. Các chị nhớ không có má là không có size, không số điện thoại, không chốt đơn được và không có địa chỉ cả, không chốt đơn. Vì bên em không gọi điện lại nên không có địa chỉ cũng bỏ đi mà các chị. Đơn này cũng không chốt được. Bọn em không gọi điện lại để hỏi các chị là chị lấy size này hay size kia đâu. Mà bên em sẽ cứ lấy luôn size của các chị luôn. Nhá. Ok chị Ngọc. Chốt đơn cho em, đây là size gì? Còn mấy cái? Có 4 cái á? Đây là V gì đấy? V20. Thế à? Chị An Hòa thì bảo em vừa mới mua cái váy này tận 380.000 đây này. V20 size M chứ Bùi Thị Thiệt. Size M chứ Trịnh Hiền. Chị 85 kèm số điện thoại kèm địa chỉ cho em vậy ạ. V20 hai cái xe mở chị Minh Tâm. Em biết xe mở chưa? Em biết hàng chưa? Hết rồi. Thở qua luôn này. Chốt đơn cho em á, này là V29. Em còn MLXL V29 170.000 đồng. Màu này thì chị nào mà da tối tối các chị lấy màu này nhé. Đấy, bởi cho nó tôn da của các chị lên. Nó đâu bị dìm da. Chị nào mà da sáng thì nó thật là mặc cái mẫu này thì quá đẹp. Không có một chị nào gọi là chê được nổi mẫu này của em luôn. Em chắc chắn với các chị luôn. Bản thân em là em cũng ít đi làm, không gần như là không đi làm ấy. Chỉ gọi là đi gặp bạn bè hoặc là gặp khách hàng thôi. Đấy, kiểu như thế. Gặp đối tác thôi. Nên là em ít khi lựa chọn những cái kiểu như thế này. Mà em đã phải dinh một cái. Đấy, nên chị mà dân công sở có chị mặc đi làm, chị lấy mẫu này đi. Đẹp lắm, nhẹ nhàng. Mà nó gọn eo cực kỳ. Nên eo bé tí luôn. Chốt đơn cho em á, này là V29. Màu đẹp tuyệt vời ở mặt trời. Em đã phải lựa chọn một cái rồi thì các chị biết rồi. Nên giặt luôn. Về gì? V29 ạ. MLXL. Còn MLXL. 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 Chốt đơn mã hàng kèm size kèm số điện thoại trên cùng một mẫu. Em đang mặc là V13. Size M thôi nhá, hết size rồi. Các chị có thể lấy size khác nếu mà các chị size to hơn, à, màu khác, hoa khác. Mã này xem là V29 ạ. V29. MLXL. Em còn size M, size L và size XL. Chốt đơn cho em mã hàng là gì? V29 là kèm số điện thoại cho em Huyền. Mã hàng kèm size kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Sao thế chị xếp vest xong rồi là sang cho các chị nốt áo chống nắng nhé.
là em ngừng nhé. Cho các bạn này còn lấy đơn. Đây là V29 các bác nhanh tay nhé. V29 thích nở chứ. Chị còn mà màu đẹp cực nhưng mà tiếc. Phan Nguyễn Phương Châu. Mày xả rẻ quá nó tiếc cái mẫu đấy. Sai lở chứ gì đó. Sai mở chứ Trần Thanh Cảnh. Chị Nguyễn Bắc kèm sai cho em ạ. Đây là mã hàng. V29L và M chứ Phương Phan. V29 nhá các chị ơi, V29 nhá. Chị Trần Hương kèm số điện thoại cho em vậy ạ. Chú Huỳnh Ngọc Liên. Nếu mà để lên trên hệ thống nhà em thì nó chỉ có được một cái, thứ nhất là V28 size M. Được chưa? V16 của chị nữa. Hai cái. V29 size M chứ Nguyễn. Hai cái chứ chị. V29XL chứ Kim Toàn. V29XL chứ Nguyễn Bắc. Chị Nguyễn Bắc có số điện thoại có mã đâu? Mã kèm số điện thoại cho em liền. Mã kèm số điện thoại kèm size. Được chưa? Mã kèm size kèm số điện thoại cho em liền. Ok chầm. 29 cho chị Trần Hương, size L. Má kẹp sai kẹp số thoại vì em đã bảo rồi. Là cái này em không gọi điện lại nên không chốt được. Nha, không chốt được. Chốt đơn kèm má kẹp số thoại. Lấy cái mẫu là sao Quỳnh. Em định không sell cái má này đâu. Nhưng mà tiếc lên thôi. À thì à, tiếc lên. Nhưng mà thôi đằng nào cũng chốt rồi thì chốt cho các chị luôn thôi xong. Cho chị Nhàn size XL. Không phải. Cho chị Thu Mai size M, ok này. Chắc chắn là phải có địa chỉ bên em chốt đơn xong sao lắm. Đây là mã hàng cho em mình là V15. Sao cái này chị cứ cảm giác như là nó không. Không giống cái này. Sao còn không? Chưa kìa. Thử xem có phải không? V15. Sai chị ạ. Đúng không? Có mấy chiếc thôi nha mọi người. Mấy chiếc thôi. Sơ đơn cho em mã là V15. Kèm size, kèm tướng tại, kèm địa chỉ cho em. Màu này đá ra là em không sell được vì màu nó đẹp lắm. 170.000 đồng một chiếc ạ. Đây là V15. Đấy chưa, V15. Cái này nó hơi bị vặn cái lơ đấy. Cái này không chốt, không có gửi cho khách hàng nhé. Hơi vặn lơ một tí. Thôi đơn xe mã này V15 ạ. V15 này. V29 xe lờ đi Nguyễn Hà. Bác nào mà lựa chọn tin tưởng em Huyền thì các chị lấy V15. V29 xe lờ chứ Lương Nguyễn. Bác nào mà lựa chọn tin tưởng em Huyền thì lấy mẫu này. V29 xe lờ chứ Nguyễn Bắc. Với Huyền mặc á. V15. Còn màu hoa lá, lá nữa. V15 xe mở chứ Huỳnh Ngọc Liên. Đây là V. V15 ạ. V15 size L chứ Hà Sao Mai Mộc Châu. Màu đẹp. Cực kỳ là đẹp ý. V15 size M chứ Huỳnh Ngọc Liên. Được 2 bộ V32 đẹp lắm. À 2 bộ V32. V32 là bộ vest đúng không? Hôm nay chị vừa nhận xong thì cũng là lúc em vừa giảm xong chị. V15 size L chứ ổi xanh bồi bùi. Sai lờ chứ Nguyễn Hằng. Chốt đơn cho em á là V. V15. Cái này. Chưa, nốt cho hết đi chưa. Đây là V gì? V3. Còn sai gì đấy? Sai M 3 cặp 4 cái. Sao cứ nghe như kiểu là đang sắp mưa nhỉ? Đúng không? Ừ. Gì nhỉ? V. V3 em còn 4 cái. Được chưa? V3 em còn 4 chiếc này. Chị nào lấy chốt đơn nhanh hết. 4 chiếc duy nhất cho 4 chị. V15XL chứ Hồng Nhung Đinh.
bốn cái duy nhất cho bốn chị. Má hàng cho mình là V V3. V3 size M nhá. Size M màu xanh đẹp luôn. Má hàng cho mình là V3. Em được có size M thôi ạ. V15M và L chứ Hiền Nguyễn. Đúng không chứ, V3 thì như này còn có 279. Tại vì em sell nốt cho hết hàng con. Sai mã mới cho mình. Tại vì để nó lung tung mất đó chị. Lẻ sai rồi. Má hàng cho mình là V3. V3 chưa size M thôi ạ. Em còn có mấy cái size M nào chị yêu nào nhanh tay không hết này. Quá đẹp luôn. V3 size M chứ Cẩm Hiếu Nguyễn. Chị Thắm Linh ơi, còn mỗi M thôi, hết rồi. Thôi ạ. Lấy một cái size M nhá. Em chỉ còn mỗi M thôi, còn mấy cái nhỉ? Vừa bảo mấy cái? Ba. Ba cái à? Bốn cái à? Bốn cái. Bốn chiếc size M. Cái này là có size gì không? Hả? Bé à? V3 size M chứ Thắm Linh. V15 size L chứ Phương Phan. Đây là V10. Màu đẹp lắm, màu này cực tây luôn. Em còn à đây, màu đỏ. Nào cái này em còn size M và size L lụa xịn xò luôn. V10. Có size M, size L, hai cái size L đúng không? 2M. 4 cái size L. Lụa này nhá, em cho các chị ngắm bộ lụa. Cái này là cúc thật các chị nhá, cài thật luôn, đẹp. Em vừa mặc cái lúc nãy đấy nhưng mà em phải gỡ ra rồi, các chị cứ hỏi mãi. Chị Diệu em có V29 rồi ạ. Cái cúc nhá, cúc đây tận cuối luôn, chất này. V3 size M thì Lương Nguyễn. Này chất đây, ủa trời đẹp dã man luôn, lụa lụa nhập khẩu các chị nhỉ. Lên đâu cho em á, này là V10. V10 cho em nhá. Có size ML. Hai cái size. Hai cái size, ba cái size M. Ba cái size M và bốn cái size L. Chứ đơn cho em á là V10 ạ. V10. Chốt đơn cho em áo là V10. Không sao. Chốt đơn cho em áo là V10 kèm size kèm số size còn M và L thôi ạ. Em chỉ còn M, L với chị nhá. Bác nào muốn lấy cái này comment cho em áo là V10. V10 và kèm số điện thoại cho em Huyền. Được chưa? Không có số điện thoại không chốt đơn nhá. Đây là V9. Hai cái size M. Không có số điện thoại và không có địa chỉ là không chốt đơn. Đây là V9. V10 size M chứ Đông Đoàn. V10L chứ Alo Hoa Dại. Size M chứ Thắm Nông. 170. Rồi cái này em còn có hai chiếc, một cái size. Hai cái size M thôi. Hai cái size M má hàng cho em. V10 size L chứ Thủy Tiên Đoàn. Kèm địa chỉ đấy các chị nhá. Chị nào chưa L chứ Anh Cao. Chị nào chưa có địa chỉ là em không chốt đơn cho mình đâu, bởi vì là em đơn tự động luôn, gửi đơn tự động cho các chị luôn. Rồi, em còn một cái V10 size L thôi đúng không? Một cái size M. Một cái M. Đó, còn một cái size L. Ừ. Còn một cái mẫu nữa. Một M, một L nữa, má là V10. Đây là V9. Em có một hai cái size M. Hai V10 cái size M. Size L chứ Đỗ Thơm. V9 em chỉ còn size M thôi ạ. Hai chiếc cuối cùng. 170.000. Hai chiếc thôi các chị nhé. V10 size L chị Nguyễn Trang. V9 size M cho chị Thu Hiền. V10 chỉ còn M. V10 size M chị Vườn Hoa Tử Du. Hết. Rồi cái này cho em Huyền là mã à? V32. Còn màu xanh nữa, màu xanh. 279.000 đồng một bộ. 279.000. Cái này là hôm nay em cho đấy các chị nhá. Đấy, chị vừa chị vừa bảo chị lấy hai bộ hai màu đấy. Đấy. Mà về nhận đẹp mê ly luôn mà hôm nay này còn được sale luôn đấy các chị. Size M chứ Bảo Linh. Hẹn nhận hôm 25 tháng 6 hôm nay là bao nhiêu? Ô không, cái này khó lắm nhá. Chẳng may đến hôm đấy nó không đến được là nghĩa là đơn nào không nhận đúng không? Sao không nhận được đơn đâu các chị ơi. Nhận được. Cái này do shipper mà. Mà quá trình giao hàng nó là do rất là nhiều yếu tố khách quan mang lại nữa. Nên là không chắc chắn được nha. Chưa đơn cho em ăn là V32 ạ.
Mã hàng kèm sai kèm số điện thoại trên cùng một dòng xe là V32. Đây là V. V32. Em còn SML hết XL. SML em cũng chỉ còn mấy cái thôi. Em tặng nốt cho chị 279 cho nó hết. Nguyên một cây vét. Nguyên một cây vét các chị nhá. Mà chỉ có bao nhiêu? 279.000. Đấy, chị yêu nào lấy nhanh này. Em chỉ có SML mã này thôi ạ. SML. Chốt đơn cho em mã hàng là V32. Chưa bao giờ gọi là thật luôn. Em bán hàng thề là không bao giờ em nghĩ được rằng là mình sẽ bán cho các chị nguyên một cây vét như thế này. Mà hàng chất đẹp như thế này, đường may mũi chỉ chắc chắn cẩn thận xịt sò như này, hàng hãng như thế này mà chỉ có 279.000 đồng đâu các chị nhá. Thật luôn. Đấy là một lời chân thành luôn. Mà đặc biệt là những cái đường khuy này này, cái khuy này này, tất cả nó là hàng gì ạ? Bọc là bọc theo vải luôn đấy các chị, không phải là đi mua tạm bợ để gắn vào cho xong lệ đâu. Đấy, nên là mọi người chịu khó nhanh tay cho em Huyền. Chị chỉ hôm sau nào nhận được thôi à? Thế à? Thế thì chị không cần phải ghi như thế đâu. Bởi vì kiểu gì tối nay gửi thì ngày mai chị cũng sẽ nhận được hàng, ví dụ thế. Nếu mà theo thường lệ, còn nếu như mà có yếu tố khách quen mang lại mà ví dụ như ngày hôm sau hoặc hôm sau nữa hoặc nhận sớm hơn thì chị cố gắng nhận giúp em nhá. Cho đơn là V32. Em còn SML. Mọi người này, má này là thực sự là quá rẻ luôn cho một cây vest xịn hàng hãng như này. Mà lại còn giá hè các chị mặc kiểu gì cũng đẹp nha các chị. Mặc đi giày thể thao này, mặc gót, mặc sục, mặc đi sandal, kể cả dép bệt cho đẹp nhá. Cái này các chị đâu có cần phải đi làm thôi mới mặc được, mà các chị đi gặp bạn bè và tụ họp họp lớp hoặc là gì à? Kể cả là các chị đi biển ấy, buổi tối các chị đi dạo hoặc là gì đấy các chị cũng có thể mặc được cho em. Vì giá nó rất là đẹp các chị nhá. Kiểu dáng mẫu mới nhất của năm nay đấy. Nên là chị nào mà không lấy là phí luôn. Đấy, với những cái bộ vest bột màu, ví dụ màu xanh than, màu đen hoặc là màu coban thôi, thì các chị thường chỉ mặc đi làm mà mặc gót thôi, chứ mặc thể mặc với lại các kiểu như giày sục, giày thể thao nó không hẳn. Cái này ba chiếc lăng cho các chị. Mà đặc biệt là cái màu này rất là tôn da, đúng không? Với một cái bộ vest như này thường các chị cắt may lên cũng phải là gì? Rơi nhá, nhẹ nhàng cũng phải 800-900 mà hàng chất vải không đẹp, may cũng không biết là lên như nào, đúng không? Mà hàng hãng bao giờ là các chị này tiền triệu luôn. Mà bây giờ các chị mua có 279.000 đồng. Chốt đơn lốt nha các chị ơi, nhanh tay này. V32 size L chị Lương Thảo, size L chị Liên Phạm, size L chị Nguyễn Hằng. SML thôi. Chị Nguyễn Lý thì vừa lấy đây rồi ạ. Rồi nha chị ơi. 55 cân. Chị Hoa Giang size L đi nhá. Size L chị yêu ơi. Sao size L? Bởi vì cái mức cân đấy trừ khi chị phải cao 1m cho em khoảng 1m69. 1m 1m69 mới chết chứ. Rồi. Cho em khoảng 1m59, 1m60, 1m65 trở lên thì mới được. Tốt nhất là chị nên mặc lên, nhớ chẳng may có lúc nào mà mình lên cân một chút xíu nữa là không mặc được nó phí. Xà 3 cân mà xà XL chị Anna, nhưng bây giờ mã này hết XL rồi đúng không? Hết XL rồi. Bọn em xả mà các chị. Xả nó không gọi điện. Không gọi điện lại các chị, cho kèm địa chỉ luôn đi. Em không gọi điện lại đâu, vì thế là em đã xả hết sai rồi. Em chỉ còn SM. SML thôi. Hết sai rồi nên em không gọi điện lại cho các chị đâu. Đây V32 đẹp lắm ấy chị. V32 size L chị Thu. Chị em mua đi. Mới vừa mà nhận xong đây đẹp mê ly luôn. Đấy chị gì đấy? Chị gì vừa comment này. À chị Huỳnh Tiết. V32 này đẹp lắm ấy, mấy chị mua đi. Em vừa mới nhận hàng xong đẹp mê luôn. Đẹp từ form, được chất, từ kiểu dáng, từ đường may, thừa đường may mũi chỉ cho các chị hoàn. Làm gì có hàng xưởng nào nó có thêm nấp này, chị nấp nót này. V29XL. Cái này các chị có thể cài cúc luôn này. Đấy. Ok chưa? Có thể vanh ra. Cài luôn thì các chị không cần phải ấy. Mã này cho là V32 ạ. Chờ chốt đơn cho em mã là gì? V32. V32. Đẹp thật sự. Chị còn là gì nhỉ? SM. Giá quá là rẻ với chị luôn. Kiểu giá sang ơi là sang. Qua nhá. Nốt màu còn lại cho các chị luôn. Cho chị đi kiểu mà là cái còn hết cả hết luôn đúng không? Mã này em còn hết cả XL cơ. Hai bộ XL đúng không? Hai bộ XL hết cả S luôn thì biết rồi đấy. Hết tất cả các màu các size rồi. Chút đơn cho em mã này là V37. Chị nào có điều kiện thì mua hai bộ. Hai màu khác hẳn nhau, kiểu dáng đẹp luôn, xịn luôn, chất vải gọi là không nóng thế nào, nóng em cho trả lại. Được chưa? Đấy, nhân em cho trả lại. Chốt đơn cho em là V37. Được chưa? V37 cho miền có sai cho các chị là MLXL hết S, XL còn hai bộ. V32 size L chị Nguyễn Mai Hiền. 37 đây chị Bạch Hà ơi. V32 size L chị Phạm Thị Mai Trinh.
Tài lở chị Lan Hương. Mã này cho nó V37 ạ. V37 này. Chị Thuận Trần kèm số điện thoại cho em. Trời ơi, cả một cây vết chưa bao giờ nghĩ cho cái bán cho các chị nhìn là đẹp không? Form dáng đẹp chưa? Mã hàng kèm size, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ với chị. Hàng mã các chị nhá, V37. V32 size M chị Thu Hà. Mẫu trước là V32 ạ. Và đây là V37 ạ. V37 cho em. Còn hai bộ size là cuối cùng các chị nhá. Không bình thường. V37XL chị Phạm Thúy Phương. 279.000 đồng một bộ. Em xả có 279 thôi. Xả có 279 thôi các chị. Chút đơn má kèm số điện thoại cho em. 279 nhá các chị nhá. Mai cho là V37. Nhớ cho em nữa, các chị đang mua là hàng của hãng nhá, đừng có so sánh với mấy cái hàng chợ, với mấy cái hàng mà kiểu như là bắt trên đang hot ý, mà may nhái theo kiểu hàng hãng ý, thì là nhà em không làm kiểu như thế đâu các chị nhá. Đấy, nhìn vào em hàng nhà em này, nên đừng có lầm tưởng sai những cái hàng đấy. Chị Võ Tân sai gì ạ? Kèm mã hàng, kèm sai, kèm địa chỉ ạ. Bọn em làm cho các chị là hãng ý. Ghi đúng mã, kèm số tại chị Thu Hà. Mã là cho em về lá V37. Đẹp quá. Cầm thôi nó đủ để nghiện. Hoặc cầm thôi nó đủ để nghiện. Chốt đơn kèm mã à. Chị Ngọ Nguyễn. Sao cái này cũng đẹp đúng không? Đẹp đó. Rồi qua mã luôn đi. Sao là sai cái gì cho các chị nhỉ? Đây, quên em ạ. Nốt mấy cái này. Đứt mau luôn. Đây đây đi. V26. V26 không còn sai đúng. XL hết rồi. Các chị ơi, mã là kẹp sai kẹp số thoại cho em. V1XL Duy Chiều Chiều. Không còn là ít đâu. Bọn em bán hết rồi, hôm nay em xả mà chị. Nên không còn đủ sai. À, tí nó bán nốt xả nốt cái quần cho các chị nhá. Quần này mốt cho hết. Quần này mốt vẫn còn mấy cái xong rồi đúng. Đây. Đây là V16 này các chị ơi. V37 với xay ép chưa? Xong rồi cái này nhé. Xong rồi. V16 V16 cho em. Chị yêu nào lấy chốt đơn cho em là V16 có xay đi. Em còn muốn mở với XL hết F, hết L luôn à? Hết L rồi. V37 hết F chưa? Mẫu này các chị, tại vì cái màu này là cái tông màu mà các chị thích mặc đó. 279 chị ơi. V37 hết F rồi, chị lấy sang V gì đấy, V32 ấy. V32 thì còn F. Rồi chốt đơn cho em là gì? V16. Em còn mỗi M và XL. Em tặng nốt các chị 170.000 đồng cho luôn này. Rẻ chưa? Ngất ngưỡng cái cuộc đời luôn luôn. Chốt đơn cho em là V16 ạ. V16 cho em. Bỏ xuống. Có bình thường không? Mã kèm size, kèm số điện thoại, kèm V16, đó. V16 nhá các chị ơi, V16. Được chưa? Em tặng nốt cho các chị với giá là 170.000 đồng. 170.000 đồng là qua luôn các chị nhá. 170. Đây nốt cái này mà nó cho chị nốt mấy cái quần này. Toàn chắc hết luôn. Đã xả rồi cho hết luôn. Thước đo cho em mã hàng này là gì? V26. Còn mỗi mấy cái thôi. Chị Hồng Thái hồ xe thì lấy qua mã V32 cho em nhé. Nào, lên đo cho em mã hàng này là V26. Con này các chị mặc đi tiệc, đi làm, đi chơi, đi đâu cũng đẹp rồi các chị. Chốt đơn cho em mã hàng là V26. Đấy chứ, 170.000 là điều không tưởng cho những cái dòng chất vải xịn sò. Thì cho em là đường may của hãng. Đẹp không thể chê được không nào, nhìn này. Chốt đơn cho em mã này là V26 ạ. Còn SM và một cái size L. SM và một cái size L, chốt đơn cho em. V32 size S thì Hồng Thái. V26 là cái gì? Hết XL rồi đúng không? V26 em chỉ còn một cái size L. SM nữa thôi là hết sạch. V6. Tại vì cái mẫu này là các chị biết này. Nó là dòng công sở, các chị vừa mặc đi làm, vừa mặc đi chơi, vừa mặc đi đâu cũng được. Mà giá lại rẻ như này thì chắc chắn là hết rồi. Nha, em chốt hàng một mã cuối cùng cho các chị, hai mã cuối cùng. Rồi cho chị em nốt bộ luôn. Hai bộ luôn nãy giờ rồi, bây giờ mẫu kiểu gì mà giờ.
Nào bây giờ chị nào vào sau cùng. Đùi hay ngắn thì cũng đều là cho vào với nhau mà. Trộn hết rồi mà. Em bán 150.000 đồng một bộ này. Được chưa? Bây giờ em cho nốt cho chị có dài, có ngắn, có cộc, có lỡ, có gì nhỉ? Các loại luôn. Được chưa? Em nhận đơn nốt cho các chị, tặng nốt cho các chị 109.000 đồng 2 bộ. 109 nhá. À, gì nhỉ? Em vứt cả cái màu đỏ lên ra chi tiếng các bạn ơi. Nó 109.000 đồng 2 bộ. Tôi cho xem ăn là tặng bộ ạ. Tặng bộ kèm size kèm số thợ xem liền. V26 size L chứ Phạm Phương Thảo. V26 size S thì lấy có chị. Mẫu như là có cộc, có đùi, có lỡ các kiểu các chị nhá. Được chưa? Trộn màu luôn. Được chưa? Tôi đang cho mã hàng và kèm số thợ xem liền lá. Tặng bộ. 109 tất cả những hàng này em đều bán 150.000 đồng một bộ hết. Ghi đơn cho em mã hàng là tặng bộ. Chị Dung Lê Phương kèm mã hàng, kèm size, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ luôn ạ. 100 109.000 đồng 2 bộ. 109.000 đồng 2 bộ luôn. Đây là gọi là cho các chị nhé, không gọi là bán đâu. Đó, có cả quần đùi, quần cọc, quần lỡ, quần dài đầy đủ cho các chị. Số đơn cho em ai tặng bộ kèm size, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ vào đây. 109 2 bộ. Em lên nốt mấy cái bộ này thôi, không chọn màu á, không chọn kiểu dáng luôn. Có dài, có cọc, có lỡ, chị nào được bộ nào thì lấy bộ đấy nhá, kèm địa chỉ luôn. Tặng bộ cho chị Đỗ, chị Misa. Tặng bộ chị Nguyễn Hằng. Tặng bộ chị Thu Hương. Cái này lúc nãy em đã bán rồi đấy các chị nhỉ. Chị bây giờ nó còn sót mấy cái. Các bạn đã lấy váy ra nó còn sót mấy cái. Thế giờ xem là tặng bộ kèm size, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ vào đây. Tặng bộ kèm size, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ. Thôi. Em ơi, thôi, nó có quần chứ không? À, đây mới gọi là mã các chị lên chốt. Tặng bộ chị Hoa Lê Thị. Đây mới là cái mã mà các chị cần chốt, chốt hàng mã cuối cùng cho các chị yêu nhá. Thôi coi như là vừa bán vừa tặng vừa cho vừa kinh biếu các chị luôn. Em đã bảo rồi cái mã này các chị mua bao nhiêu của nhà em thì các chị biết rồi đúng không? Giảm đến cả 100.000 chứ không phải là cả một vài chục nghìn đâu các chị. Được chưa nào? Đấy, chốt đơn cho em mã là gì ạ? Tặng quần 21 và kèm số ta. Tặng quần đi, không cần đi 21. Tặng bộ chứ. Đây là quần của 21, em thả lốt cho các chị 129.000 đồng một cái. Không chọn màu, không chọn không còn không chọn mẫu, không chọn màu. Được chọn size thôi. Được chưa? Lên đâu cho em á là gì ạ? Tặng quần. Chị nào lấy 2 cái, bên em gửi 2 mẫu. 3 cái, bên em gửi 3 mẫu. Được chưa? Đấy. Chỉ cần lên đâu cho em á là tặng quần kèm size, kèm số thoại và kèm địa chỉ cho Huyền. Bên em Huyền không có điện thoại. Tặng bộ chị Nhà Nục. Tặng bộ chị Hoa Lê Thị. Tặng bộ chị Hà Sách. Tặng bộ chị Vườn Hoa Tử Du. Chị Hoa Mai Vàng. Chị Nguyễn Thị Phương Nam. Tặng bộ chị Nguyễn Hàm. 109 là tính ra mới có được 55, 1455, 1454.000 bộ đấy. Tặng bộ chị Hiền Hoàng. Tặng bộ chị Lê Thị Mỹ Hạnh. Chứ đâu che má này là tặng quần ạ. 129.000 đồng một quần ạ. Không chọn màu và không chọn kiểu ạ. Không chọn màu và không chọn kiểu nhá, 129.000. Chốt đơn cho em á là tặng quần. Tặng quần. Ok chưa, đây là quần của 21 rồi, các chị đã mặc qua quá nhiều. Không có gì mà lạc nữa. Tặng bộ chị Khánh Lê. Bao nào đến 2 bộ thì 2 quần thì ghi là 2 quần. 3 quần thì ghi cho em 3 quần. Đấy, thích lấy bao nhiêu cái thì ghi cho em mấy nhiêu cái các chị nhá. Comment cho em á và kèm địa chỉ, kèm số thoại cho em là chốt đơn cho mình. Ném ngừng các chị ạ. Chốt đơn cho em là tặng quần. Còn tầm trò chục 20 cái. Tặng bộ chị Huyền Đào Thanh. Chốt đơn cho em á là tặng quần ạ. 129.000 đồng một quần thôi ạ. 129 nhá chị ơi. Tặng bộ chị Kim Tự. Thôi xong này mình. À mình lấy. Nốt nào rồi. Nào nốt mã này thôi nhá các chị ơi, ngừng thôi. Bên em chốt đơn cho các chị, gửi đơn cho các chị mai này. Các chị nhận được luôn. Không gọi điện lại các chị nhá. Chị nào chưa có thông tin thì chị Huế tạ. Bên em kèm không gọi điện được cho các chị đâu. Tặng quần size L chị Loan Theo Bích. Tặng quần M chị Huyền Đào Thanh. Chị Huế tạ thị kèm xa với em ạ. Và bây giờ bên em ngừng nhé, bye bye, tạm biệt cả nhà, chúc mọi người, à nhầm, bye bye.